Bồ Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa Itibiso Bhagava Arahang Samma Sambuddho Vicha Charana Sambanno Sugato Lokavidu Anuttaro Purisadam Masarati Sattha Deva Manutsanang Buddho Bhagavati Sa kha to bhagavata dhammo sandi itiko akaliko ehipasiko o banejiko paccatang veritappu vinyuhiti subhatipanno bhagavato sa vakkasanko ucupatipanno bhagavato sa vakkasanko nyayapatipanno bhagavato sa Sami chi ba ti ban no bhagavato sa va ca sang kho ya di đăng cha ta ri bu ri sa yu ga ni a tha bu ri sa bu ga la e sa bhagavato sa va ca sang kho a hu na i yo pa hu na i yo đắc kỳ na i yo an cha li ca ra ni i yo anuttarang punya khetang lokasati Vandami cheti yang sappan sappatthane supati ititang sari rikatha tu maha bodhin buddha rupang sakkalang sada Vandami cheti yang sappan sappatthane supati ititang sari rikatha tu maha bodhin buddha rupang sakkalang sada Mô Phật chào Đạo Tràng. Bây giờ mời chị Hà thọ tam quy ngũ giới nha. Xong rồi Pháp Sư sẽ đến là vừa ha. Rồi, kính mời chị Hà. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Thầm Mà giá, Nam mô Sằng Khà giá. Và con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, con kính chào Đạo Tràng. Và con kính mời Đạo Tràng cùng con thọ trì tam quy và ngũ giới. Uka samayan phan te quy sung rak khanat tha ya ti sarane na saha pancha sila niya cha ma Duriyam bi mayan phan te quy sung rak khanat tha yati sa yati sarane na saha pancha sila niya cha ma tati yam bi ma yan phan te vi sung rak khat nat tha yati sarane na saha pancha sila niya cha ma Dạ, con kính cung thỉnh sư thanh tâm truyền tâm quy ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con xin trân biết ơn thưa sư. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Duttiyam bi Buddhang saranang gacchami, Duttiyam bi Dhammang saranang gacchami, Duttiyam bi Sanghang saranang gacchami, Tatiyam bi Buddhang saranang gacchami, Tatiyam bi Dhammang saranang gacchami, Tatiyam bi Sanghang saranang gacchami. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato
Arahato samma sambuddhassa. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Duriyam vibuddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, duriyam vidhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, duriyam visaṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyam vibuddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, tatiyam vidhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, tatiyam visaṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Panatipata veramane sikha padang samadhiyami adinadana veramane sikha padang samadhiyami kame sumichachara veramane sikha padang samadhiyami musavada veramane sikha padang samadhiyami kame sumichachara veramane sikha padang samadhiyami Sura Musa Wada Veramane Sika Padang Samadhiyami Sura Meraya Machapamadatana Veramane Sika Padang Samadhiyami. Banati Pata Veramane Sika Padang Samadhiyami Adinnadana Veramane sikkhapadaṃ samādhiyāmi. Kāme sumicchācāra Veramane sikkhapadaṃ samādhiyāmi. Musāvāda Veramane sikkhapadaṃ samādhiyāmi. Surāmeraya macchappamādatthāna Veramane sikkhapadaṃ samādhiyāmi. Imāni pañca sikkhapadāni sadukkhaṃ kattvā appamādena niccakālaṃ sammārakkhitappaṃ. Chư thiện tín nên thọ trì ngũ giới này cho được trong sạch, phải vẫn giữ hành theo cho đến trọn đời, không nên dễ vui. Sile na sugatin yanti, sile na poga sambada, sile na nipputin yanti, tasma silang viso tha ye. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cái nên chư thiện tín phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lắm nha. Ama phần tê sa thu sa thu lần thai bút ta măng ghê na văn đề hăng ba đa bành sung qua rút ta măng bút thê yô ca li tô đô sô bút thô Kama tu tang mamang Uta mangge na wande hang Tham man cha duk vi tham warang Tham me yo kali to do so Tham mo kama tu tang mamang Uta mangge na wande hang Sang khang cha duk vi tho ta mang Sang ge yo kali to do so Sang kho Kama tu tăng mà măng. Dạ, một lần nữa con thay mặt đạo tràng cúng kính tri ân sư Thanh Tâm đã truyền tâm quy và ngũ giới. Dạ, con xin mời sư đọc chúc phúc cho đạo tràng cho chúng con được trọn phước ạ. Dạ, con xin trọn mít rồi. Bhava tu sappa mangalang rakhantu sappa devata sappa buddha nubhavena sada sothi bhavantu te Bhava tu sappa mangalang rakhantu sappa devata sappa dhamma nubhavena sada sothi bhavantu te Bhava tu sappa mangalang rakhantu sappa devata
Sapa sangha nupa ve na sada sothi ba wan tu te. Tất cả hạnh phúc hằng đến cho người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa túc sa thu lành thai. Dạ, một lần nữa con kính tri ân sư đã chúc phúc cho đạo tràng. Dạ, thưa sư, pháp sư chưa tới nên con trao mic lại cho sư. Dạ, thưa sư. Dạ, mô Phật. Một lần nữa con xin kính lễ ba ngôi tam bảo, kính lễ chư tôn đức tăng, kính lễ pháp sư chưa đến. Kính chào quý cô và kính chào tất cả quý Phật tử. Bây giờ sư tụng cái bài năm điều quán tưởng nha. Thưa quý vị, cái bài kinh này đó là mình nghe, mình tụng mỗi ngày xong rồi mình quán. Cái tựa đề của nó là năm điều quán tưởng, mình nghe xong rồi mình quán mỗi ngày. Một tí nữa nếu mà pháp sư đến, quý vị đến, quý vị nhắc sư nha. Năm điều quán tưởng. Thứ nhất là để sẽ đọc nguyên bài này. Thế Tôn là dạy tỏ tường, năm điều quán tưởng phải thường xét ra. Ta đây phải có sự già, thỉnh thoảng đó ngồi thiền mình quán về cái thân của mình, nó đã có sự già rồi. Cái già theo nhà Phật á là không phải 70-80 tuổi là già đâu, mà nó già từng 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 giờ từng giây đó quý vị. Hoặc là ví dụ như cái giờ này nó đã già hơn cái giờ trước một tiếng đồng hồ. Năm này nó già hơn năm trước một năm, có nghĩa là 17-18 tuổi gì cũng đã coi gọi là già. Cái già đó, tức là cái thay đổi đó. Một đứa trẻ mới sinh ra là một tháng là nó đã già được một tháng rồi. Cho nên nó khi mà mình tu á thì mình quán về cái sự già. Thứ nhất á, là mình chấp nhận cái sự thật, chấp nhận sự thật con người mình nó đã già. Thì khi mà mình nghe người ta, thí dụ người ta nói mình già đó, mình không có buồn chứ không nha. Chúng sanh á, người ngoại quốc cũng vậy đó, khi mà mình nói họ già rồi họ buồn lắm, họ khổ lắm, họ phiền lắm, họ khó chịu lắm. Còn mình khen họ đó trẻ đẹp đó, thì họ thích lắm, mặc dù họ đã già, họ đã đi lụm cụm. Còn người tu thì khác, người tu thì mặc dù là mình tuổi mình còn trẻ đó, nhưng mình chấp nhận cái sự thật. Cho nên lỡ mà người ta có nói mình già hoặc là người ta hỏi cái tuổi của mình đó, mình không có phiền, mình không có buồn. Quý vị biết cái chuyện mà người ngoại quốc á, mà khi mình ta hỏi tuổi mình á, nhất là người nữ á, nó hỏi tuổi mình á là nó phiền lắm á, điều cấm á, không có hỏi người nữ hỏi tuổi. Mà thấy người người nữ mà có lớn tuổi đi nữa họ cũng phải khen đẹp chứ khen, chứ mà nói già đó họ phiền lắm á. Còn cái văn hóa, cái phong tục người Việt mình á thì khác, người Á Châu thì khác. Hỏi tuổi thì không sao hết á. Nói mình già không sao hết á, chứ còn người 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 Tây phương là khác á. Cho nên cái người tu mình á, mình phải quán về cái sự già. Thì đây là một sự thật quý vị. Mình sự thật, người nào mà thấy được sự thật, chấp nhận được sự thật thì người đó tâm nó an liền à. Rồi cái thứ hai là quán về sự bệnh. Con người mình có bệnh đủ thứ bệnh hết á, mình không quán thì thôi chứ
Mình quán là mình thấy liền à. Ví dụ như phong thấp nè ha, đau tê nhức mỏi nè ha, đau tai đau răng rồi ha, đủ thứ chuyện ha. Nếu mà không đi bác sĩ thì thôi, chứ đi bác sĩ hả, thử máu một cái là nói là đủ thứ bệnh á, nhiều thứ bệnh lắm. Cho nên khi mà những cái bệnh nó đến với mình á, thì mình cũng phải chấp nhận cái sự thật, tôi giờ có bệnh rồi, rồi già bệnh rồi chết. Nhiều khi mình cũng phải quán về cái sự chết, tại tại vì cái người mà quán về sự chết đó, thứ nhất là thấy cái sự thật mình có thể chết bất cứ lúc nào, chết bất cứ nơi đâu. Thì cái người mà thấy mình sẽ chết bất cứ lúc nào đó, thì cái tâm phiền não á, họ buông bỏ được à. Thì mình sẽ chết mà, người người chết đâu có phiền não phải không, đâu có tham, đâu có sân, đâu có si phải không. Rồi khi người chết rồi á, thì phải phân ly, phải 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 xa xa người thân và bỏ lại hết tất cả đó. Cái này cũng là một cái điều khổ nữa đó. Nếu mà người nào cứ nghĩ mình sống hoài rồi mình chấp thủ ha, chấp thủ vô cái thân này, rồi chấp thủ vô tài sản của mình. Quý vị biết người nào mà trước khi chết mà chấp thủ vô cái tài sản của mình rất rất là nguy hiểm nha quý vị. Mình thấy vậy chứ, mình có tài sản á, mình không có buông được đâu. Cái tâm mình nó cứ hướng về cái chỗ đó à, dễ sợ lắm. Mình có đồ, có mình có cái gì mà quý báu ở cái nơi nào đó là tâm mình nó hướng tới chỗ đó đó, dễ sợ lắm. Ví dụ trong kinh có kể câu chuyện đó, có cái ông mà nhà giàu đó, trước khi chết ông giấu vàng á, ông giấu vàng với cái nền nhà của ông vậy. Mà khi mà chết á, ông nghĩ tới cái chỗ đó, không, cái tâm nó không có thoát được, bám víu vô cái chỗ đó. Khi ông chết á, ông tái sanh làm con chó ở trong cái nhà đó đó, mà con chó đó, tối ngày nó cứ nằm quanh quẩn cái chỗ đó à. Sau này đó thì Đức Phật biết ha, Đức Phật biết, thì con chó nó thấy Đức Phật, cái Đức Phật nói nó, ta biết kiếp trước mày vì tha mái dính mắc vô cái chỗ đó đó, cho nên mày chết rồi mày tái sanh làm con chó đó, mày khổ khổ như vậy đó. Khi nó buồn, nó nghe vậy nó buồn, nó bỏ ăn nó chết cái gì, thì người người con nó mới mới thắc mắc, hỏi 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 thầy tớ đó, tại sao con chó của ta nó mạnh khỏe như vậy mà sao nó bệnh nó chết là chuyện vô lý vậy. Thì cái người ở đó họ mới mới nói, không biết tại sao mấy bữa trước nó gặp ông Phật rồi nó sủa, rồi ông Phật nói cái gì đó rồi nó vẫy đuôi nó buồn bã rồi nó bỏ ăn nó chết ha. Thì cái ông con đó, ông con ông mới tới ông hỏi Đức Phật, bạch ngài, không biết tại sao mà từ bữa con chó của con á, nó sủa rồi cái ngài nói cái gì đó với nó đó mà nó về nó bỏ ăn ra nó bệnh nó chết. Phật, ta nói cái tiền kiếp của nó như vậy vậy đó, vì dính mắc á cái chỗ đó cho nên nó buồn ha, sợ chết. Thì tại vì nó dính mắc là chỗ đó nó có hũ vàng, ông tin ông về ông đào chỗ đó lên coi, con chó này kiếp trước là cha của ông đó. Ông này ông nghe ông giật mình vậy, ông về ông đào cái chỗ lên thì quả thật là như vậy. Ông cha cũng có chôn mấy hũ vàng ở chỗ đó đó. Ê, rồi mô Phật, sư đã thấy tỳ kheo pháp tính đến với lớp học rồi. Bây giờ mời Nguyên Như thỉnh pháp sư nha. Và thứ nhất là kính lễ sư pháp tính, kính chào đạo tràng, kính chúc quý vị thính pháp được an vui ạ. Mô Phật. Rồi Nguyên Như đâu, giơ tay lên nào. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thầm Mà, Nam mô Sàng Khai. Con kính đảnh lễ sư thâm tâm, con kính đảnh lễ sư pháp tính.
Dạ con xin thay mặt Nguyên Như thỉnh Pháp Sư, dạ con kính mời đạo tràng cùng con thỉnh Pháp Sư. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sa ma sa bu ta sa. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sa ma sa bu ta sa. Nam mô Tassa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Dhamma Dasanaya Chagatha. Brahma Chalokathibati Sahambati Katanchali Antiwarang Aya Chatha. Santi Thasap Tapparachat Chakatika de se tu tham mang anu kam bi mang pa chang. Sattma phê vinh vi na yan chaka yang sut tan cha ban tham a phi tham ma cham mang. A ko ta yan to cha tu sa cha dan dang bap bo tha nay ye. Barisa yamat. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giả ngày giờ chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Ngư, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giác vẹn toàn, mở lòng, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cơ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nơi đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn mi, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ Nam Mô Bụt Tha. Dạ con cung thỉnh sư Pháp Tính đăng đàn giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay, con xin trao mic cho sư. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Dhamma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ con Nguyên Như con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ sư Phụ Pháp Tính, và dạ, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ đạo tràng có nghe được âm thanh của Nguyên Như hôm nay không ạ? Xin cho con tín hiệu. Dạ em cảm ơn chị Hà, em cảm ơn chị Kim Nhung, em cảm ơn anh Thính Pháp. Dạ cũng như mỗi năm, bây giờ tôi cũng ở Mỹ cũng như là ở Việt Nam, bắt đầu một cái mùa gọi là mùa dân y Cá Thí Ná. Và cũng như mọi năm, sư Pháp Tính sẽ giảng cho chúng ta một bài pháp về cái những cái sự kiện xảy ra trong cái lễ Cá Thí Ná và ý nghĩa của lễ Cá Thí Ná. Thành ra hôm nay xin ngừng cái bài 12 nhân duyên một buổi để mà sư phụ Pháp Tính có thể lên để thuyết giảng về một cách sâu hơn về cái ý nghĩa của ngày lễ này. Trong lớp chúng ta sẽ có những người đã biết rồi. Nam mô Bụt Tha. Dạ Nguyên Như ơi, Nguyên Như rớt mic rồi, Nguyên Như trao lại nha, lên lại. Dạ đạo tràng có nghe con lại được chưa ạ? Dạ mô Phật, cảm ơn anh Thính Pháp. Dạ hôm nay thì lớp chúng ta sẽ tạm ngừng bài học 12 nhân duyên để sư phụ Pháp Tính có thể giảng dạy chúng ta một cái bề sâu về cái ngày lễ Cá Thí Ná. Thì trong lớp chúng ta có những vị đã hiểu về cái ngày lễ này rồi và cũng có những vị
mới vào Phật giáo Nam truyền không bao lâu thì không hiểu hết những cái ý nghĩa đặc biệt của ngày lễ này. Và con xin thay mặt lớp học kính thỉnh sư phụ Pháp Tính có thể đăng đàn để thuyết cho chúng con ý nghĩa của ngày lễ Ca Thi Ná mà chúng ta sẽ làm, tất cả các chùa sẽ làm liên tục trong vòng một tháng này. Và con xin dâng mic lại cho ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Thanh Tâm cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý Phật tử đang có mặt ở trong lớp học, cũng như các vị đang nghe từ xa. Hôm nay thì chúng tôi sẽ thuyết giảng về cái đề tài lễ dân y Ca Thi Ná. Dạ, nghe hơi nhỏ hả anh chị? Dạ, quan liêm thì bình thường mà cái gì cũng tăng hết cỡ rồi. Để giờ cái gì chờ cũng chưa biết. Dạ, quý vị thông cảm giùm chúng tôi, do ở chỗ chúng tôi thợ đang xây dựng, thành ra nó ồn, cái âm thanh của chúng tôi ráng nói hơn hơn cái mấy cái máy mài, mấy cái máy cắt của họ không nổi. Dạ, quý vị thông cảm. Hôm nay thì chúng tôi sẽ trình bày quý vị một cái đề tài phát thoại, nói về lễ dân y Ca Thi Ná. Vậy thì trước khi đi vào cái đề tài pháp, chúng tôi xin được thành tâm làm lễ Tam Bảo một cách tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Bhutang Vavantang Apivademe Sokato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangham Nammami Lokassana Thangvaramuttamahang Buddhang Chattamman Chappanamami Sangham. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt xin thành kính dâng đến Chư Tôn Đức Tăng, và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Thà Giá. Dạ, phải nói rằng đối với chúng tôi năm nay thì mới có 45 tuổi thôi mà cảm thấy sức mình yếu quý vị. Sức mình yếu. Quý vị biết giờ mình nói mình lớn tí xíu thì nó cũng hơi mệt. Chúng tôi nhớ cách đây khoảng 10 năm tụng kinh cho người ta đó, tụng kinh cho người ta, những người mà nói chung là có những cái bài kinh đó, quý vị biết chúng tôi ngồi chúng tôi tụng, thí dụ như bài kinh Karani đi, có thể là một cái bài kinh đó mà chúng tôi ngồi chúng tôi tụng 10 lần, 20 lần, 30 lần, những người mà bị ma nhập là quý vị biết rằng là coi như là không si nhê gì hết, có nghĩa là mình không có thấy mỏi mệt, không có thấy mất sức, mất hơi gì hết. Nhưng mà trong những năm gần đây đó thì mình mới biết đúng là già bệnh chết là những cái thảm trạng đáng sợ của kiếp sống. Bây giờ mình mới càng ngày càng cảm nhận sâu sắc. Nếu mà mình bận làm công việc gì đó hoặc là tâm tư của mình nó hơi lơ đễnh
nó quên đi mấy cái chuyện đó thôi. Chứ nếu mà ai đó mà khơi dậy những cái đề tài mà hoặc là những cái câu chuyện như mà già, bệnh hoặc là chết đó, thì phải nói rằng là mình cảm thấy rất là ghê sợ, ghê sợ với những cái thảm trạng đó. Kính thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta đi vào cái pháp thoại ngày hôm nay là cái lễ dân y cắt y ná. Đối với tất cả những thiện nam tín nữ, những thiện nam tín nữ ở trong Phật giáo Nguyên Thủy, là từ ngày 16 tháng 9 âm lịch cho đến rằm tháng 10, là suốt ở trong 30 ngày đó, là tất cả mọi người Phật tử, người ta đều nô nức để mà chuẩn bị làm cái lễ dân y ca thi ná. Dân y ca thi ná có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là dân cái y đó đến cho chư tỳ khu tăng đã an cư 3 tháng mùa mưa tại một cái ngôi chùa nào đó, hoặc là tại một cái hang động nào đó, tại một cái nơi nào đó. Đó, thành ra gọi là lễ dân y ca thi ná theo truyền thống của Phật giáo Nguyên Thủy. Thì ở trong đời của mình đang sống ở đây đó, thì quý vị thấy rằng có rất là nhiều cái truyền thống. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở bên nước ngoài thì có những cái ngày kỷ niệm lễ cha, hoặc là lễ mẹ, hoặc là lễ vừa rồi lễ 20 tháng 10 vân vân. Thì ở trong đời đó quý vị thấy rằng có nhiều cái lễ hội lắm, nhưng mà có cái đó thì mình cũng tìm được cái xuất xứ, có cái thì mình cũng không có tìm được xuất xứ của những cái lễ đó. Nhưng mà đặc biệt đối với lễ dân y ca thi ná thì coi như là có cái sự xác định đàng hoàng, có cái sự xác định cái lễ đó bắt nguồn như thế nào, và trong ngày nay vẫn còn sử sách ghi lại. Chẳng hạn như là đối với lễ dân y ca thi ná ở trong cái tạng lực Maha Quốc Giá phần ca thi ná Khanh Thác Cá có ghi rõ lại cái câu chuyện bắt đầu xuất xứ về cái lễ dân y ca thi ná. Thì cái lễ dân y ca thi ná này là nó xuất xứ từ đâu quý vị? Do bắt nguồn từ một cái nhóm tỳ khu mà trong đó có 30 vị. Có nghĩa là cái nhóm 30 vị tỳ khu này nè, là coi như là có cái tâm là trong cái thời đó muốn đi về để mà thăm Đức Phật, thăm viếng Đức Thế Tôn. Thì mà quý vị biết khi mà nhắc đến kinh điển các vị tỳ khu và Đức Thế Tôn, quý vị biết rằng khi mà nhắc đến những cái giai thoại mà ở trong kinh điển, chúng tôi không biết rằng tại sao mà cái tâm của mình nó rất là cảm thấy rằng là mình rất là thương Đức Phật quý vị. Thì thật sự ra đó, mình chỉ là được đọc ở trong kinh điển thôi, chứ chưa bao giờ mà mình thấy Đức Phật. Mà chúng tôi có một cái cảm giác rằng là từ ngày mà mình càng ngày mà mình càng đọc ở trong kinh điển, mình càng đọc ở trong kinh điển á, quý vị thấy rằng á, mình chỉ cần mà đọc ở trong những cái đoạn kinh á, mà mình thấy các vị tỳ khu ao ước được về để mà gặp Đức Thế Tôn á, thì trong cái tâm của mình chúng tôi cảm nhận á, là mình cũng mong ao ước được như vậy. Vì không biết là ở trong những cái ngày tháng năm sau này đó, tự nhiên cái tâm của mình có một cái sự mà cảm nhận lắm, có một cái sự cảm nhận mình nghĩ rằng là các vị ngày xưa luôn luôn nhớ tưởng đến Đức Thế Tôn, rồi bây giờ mình nghe mình thấy rằng cái tâm mình cũng muốn rằng là sống với Đức Thế Tôn gì đó. Cũng như những cái bài kinh trước quý vị biết không, chúng tôi đọc chúng tôi thấy những cái vị hành giả khi mà tu tập á, những cái vị hành giả mà tu tập á, là ở trong kinh kể lại ngày xưa mấy vị ha, là coi như là vào buổi sáng mấy vị thức dậy
rồi mấy vị đi lên quét dọn đền tháp, có nghĩa là quét dọn cái chỗ mà thờ xá lợi của Đức Phật đó. À, rồi các vị đi chăm nước xung quanh, rồi nói chung là đi làm những cái công việc, cái phận sự của một vị tỳ khu xong, rồi các vị mới trở vào ở trong liêu cốc của mình để mà hành thiền. Rồi sau khi mà hành thiền xong rồi tới giờ đó thì các vị đắp y lên, mang bình bát lên người và đi vào ở trong làng khất thực. Khi mà chúng tôi đọc những cái đoạn đó đó, chúng tôi cũng ao ước là nếu mà chắc có lẽ đời sống nào đó mà mình có cơ hội đó thì mình cũng được thích sống như vậy, sống như vậy. Quý vị biết rằng khi mà đọc như vậy đó, chúng tôi tự nhiên là mình có một cái cảm giác mà mình muốn được cái sự tu tập giống như vậy đó. Thành ra đó, đọc đến cái đoạn kinh nào đó mình cũng có một cái cảm giác, mình một cái cảm giác thật sự là không biết để mà diễn tả như thế nào đó. Bây giờ trở lại cái vấn đề mà chúng tôi đang nói đó, thì quý vị thấy rằng cái lễ dân y ca thi ná này nó bắt nguồn từ cái nhóm mà 30 vị tỳ kheo ở cái xứ Ba Quay Giá. Thì 30 vị này nè là coi như là muốn đi đến để mà đảnh lễ Đức Phật đó. Nhưng mà trên đường đi thì mới có tới cái thành Satika, có nghĩa là cách cái chỗ mà Đức Phật còn ở là rất là xa. Thì đã đến mùa mưa, thành ra cái nhóm 30 vị tỳ kheo này phải ngừng lại, ở cái xứ mà Sa Kê Tá. Nhưng mà những cái vị này ngừng lại ở đó đó để chi bị để an cư 3 tháng mùa mưa, chứ không phải là ngừng lại đặng mà nghỉ mệt, ngừng lại an cư 3 tháng mùa mưa. Nhưng mà ở trong kinh kể lại á, quý vị biết rằng á, là các cái vị này á, tâm luôn luôn hướng về Đức Phật. Có nghĩa là tuy rằng mình ở đây mình an trú mà 3 tháng mùa mưa, nhưng mà tâm của quý vị, tâm của 30 vị tỳ khu này đó thì biết rằng là Đức Phật đang ở chùa Chê Tá Quán Á đó, gần ở thành Sa Quách Thi. Thì bây giờ mình an cư 3 tháng mùa mưa, xong rồi mình sẽ đi đến mà mình đảnh lễ, mình thăm viếng Đức Phật. Thì trải qua 3 tháng mùa mưa xong rồi, sau khi mà làm lễ, mình thường thường mình nói làm lễ ra hạ, nhưng mà thật sự ra không phải là cái lễ ra hạ quý vị. Đó là cái ngày mà 15 tháng 9, 15 tháng 9 âm lịch, là coi như là các vị sẽ hội tụ ở với nhau lại ở trên một cái giới Sima, như ngày nay mà chúng ta gọi là cái chánh điện đó. Thì các vị mới câu hỏi lại với nhau, các vị sám hối với nhau. Sám hối là trong cái kỳ sám hối này rất là đặc biệt, có nghĩa là các vị sẽ nói lên cái câu là: xin bạch quý ngài, nếu mà quý ngài mà thấy hay nghe hay nghi vì cái sự mà sai phạm của con, thì xin các ngài hãy nói ra, khi sau khi con nghe rồi, con hứa sẽ khắc phục, có nghĩa là sẽ sửa chữa. Đó là cái lễ quan trọng quý vị, có nghĩa là cái lễ Bát Quan Á Na, cái lễ này là cái lễ chỉ tội cho nhau, chỉ những cái lỗi lầm cho nhau đó. Thường thường là, nhưng mà ở trong thế gian thường thường người ta cứ nói là cái lễ vô hạ như cái lễ ra hạ, nhưng mà thật sự ra cái lễ này là cái lễ nhắc nhở với nhau. Thành ra cái lễ này rất là quan trọng. Quý vị biết rằng thường thường là tới cái ngày đó là tụng giới bổn, nhưng mà cái ngày hôm đó không có tụng giới bổn, mà chỉ làm lễ Bát Quan Á Na đó. Thành ra cho chúng ta biết được cái tầm quan trọng nó như vậy. Không biết quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Alo. Dạ, dạ, quý vị im lặng quá. Thành ra chúng tôi không biết rằng, dạ, đó. Thì sau khi mà an cư 3 tháng mùa mưa rồi á, thì cái nhóm này bắt đầu lên đường, tiếp tục đi lên đường để mà đến Chê Tá Quán Á để mà thăm viếng Đức Phật. Thì quý vị biết rằng, tuy rằng là nói hết mùa mưa, có nghĩa là hết cái mùa mưa dầm,
Nhưng mà các vị này đi vẫn còn những cái cơn mưa, những cái cơn mưa làm ướt y áo của các vị này, làm sình ở trên đường đi, nó dính lên y áo đồ này kia vân vân. Thì khi mà đi đến Đức Phật đó, đi đến gặp Đức Phật, các vị đảnh lễ Đức Phật rồi, sau đó Đức Phật vẫn hỏi thăm các vị tỳ kheo ở trên đường đi, có kham nhẫn được hôn, rồi cái thân tứ đại này có điều hòa được không, vân vân. Đó, thì Đức Phật vẫn hỏi thăm 30 vị tỳ kheo này. Sau khi Đức Phật hỏi thăm rồi thì các vị mới trả lời: dạ bạch Đức Thế Tôn, đời sống của chúng con vẫn kham nhẫn được, chúng con vẫn điều hòa cái thân tứ đại này được, vân vân. Đó, xong rồi á, sau đó đó thì tại cũng tại ngôi chùa Chia Tá Quá Ná này, đó thì lúc đó đó Đức Phật mới cho phép Đức Phật nhìn y áo của các vị bị lắm ướt đồ này kia. Ngày xưa thì các vị sư chỉ có tam y thôi. Tam y có nghĩa là cái y tăng và lê, cái y đắp trên vai, rồi cái y vai trái, rồi cái y nội. Thành ra đó, lúc đó, đó Đức Phật mới cho phép rằng là những cái vị nào mà đã an cư xong 3 tháng mùa mưa, từ 16 tháng 9 trở đi là được thọ nhận y. Mà trong cái kỳ này á, là sau 3 tháng an cư mùa mưa rồi đó, thì coi như là được gọi là lễ dân y cà thi ná. Đó, lễ dân y cà thi ná. Vậy thì quý vị thấy rằng đối với lễ dân y cà thi ná đó, trong tạng lực ngày hôm nay, tạng lực Maha Quốc Giá vẫn còn ghi lại rõ ràng. Và như lúc đầu chúng tôi nói quý vị, đối với những cái truyền thống ở bên Phật giáo Nguyên Thủy, nhất là lễ dân y cà thi ná, đều có xuất xứ, đều có bắt nguồn đàng hoàng, đều có cái sự khởi xướng đàng hoàng, chứ không phải là tự nhiên ai đó mà làm ra. Đó, thì từ cái lúc này trở đi là Đức Phật mới cho phép các vị tỳ khu sau khi mà làm lễ ra hạ, là có nghĩa là lễ Bát Quan Ra Na xong đó, là sau cái thời gian đó là từ 16 tháng 9 cho đến rằm tháng 10 là coi như là được nhận y. Mà lúc đó nhận y này để chi? Để chú nguyện ca thi ná, để chú nguyện y ca thi ná quý vị. Thì ở trong tạng lực cũng còn ghi rất là kỹ quý vị, cái lễ dân y ca thi ná này đó là được xuất phát từ khoảng cái hạ thứ 14, cái hạ thứ 14 của Đức Thế Tôn. Đó, rồi vậy thì lễ dân y ca thi ná này đó, chúng tôi cũng tóm tắt cho quý vị nghe. Đối với lễ dân y ca thi ná này á, thì nó có những cái điều là nó không có thành tựu, nó có những cái việc nó không có thành tựu. Thí dụ như là đối với cái vải đó mà nó còn ướt, hoặc là nó chưa có may đúng quy cách mà Đức Phật ban hành, thì nếu mà lúc đó chúng ta làm lễ nó không có thành tựu. Cũng như tại sao mà chúng tôi nói cái y nó còn ướt quý vị, ở trong thời nay đó là nhiều khi có nhiều người ta không có biết người ta cái chiếc y đó, khi mà dân cúng thì ở bên ngoài người ta trang trí bông hoa lên, nhiều khi nó bị ướt, nó bị tắm ướt thì nó cũng không có nên, nó cũng không có được. Hoặc là cái trường hợp đặc biệt là cái lễ dân y ca thi ná này đó, cái tấm y ca thi ná này đó, thì là ở trong tạng lực nói rằng là giống như là miếng vải từ ở trên trời rơi xuống, giống như là miếng vải mà từ ở trên trời rơi xuống nha quý vị. Có nghĩa là nó không do cái sự tác động của một bên nào hết, nó không do sự tác động của bên nào hết. Nó nếu mà cái vị đó mà kêu gọi chùa sư cô mà cúng dường y ca thi ná là tốt lắm, là có phước lắm, đến nỗi mà nói câu đó cũng không được nha quý vị. Thành ra đó quý vị biết, do vậy đó mà cái lễ dân y ca thi ná này á, cái phước báo nó rất là lớn. Cái phước báo nó rất là lớn. Đó, ở trong cái phần mà làm lễ đó thì cái nghi thức
nó cũng rất là chặt chẽ. Nó có nghĩa là mình cúng dường đó, là mình cúng dường đó, là cái tâm mình phải tác ý cúng dường cho tăng đó. Cũng như quý vị đi đến, quý vị cúng dường cái bộ y đó, quý vị phải có cái ý nghĩ là cúng dường cho chư tăng nhập hạ an cư 3 tháng mùa mưa trong cái chùa này đó. Nó quan trọng lắm nha. Nhưng mà những cái điều này á, là có nhiều vị sơ xuất, à, sơ xuất về những cái vấn đề này. Ví dụ như mình quen rồi quý vị, à, mình quen rồi, thí dụ như mình đi đến chùa đó, mình, người ta hỏi mình đi đến chùa đó là chùa đi đâu vậy, mình nói đi đến chùa của vị sư A, à, chùa của vị sư B vậy đó. Là tại vì cái sự xưng hô của mình á, hàng ngày nó quen rồi. Rồi nhiều khi mình cầm cái chiếc y đó, mình nghĩ là đi đến cúng dường cho chùa Vũ Đức, chùa gì đó vân vân, à, thành ra nhiều khi mình có những cái ý niệm nó riêng tư đó. Nhưng mà ở trong lễ dân y ca thi ná là chúng ta phải nhớ là chúng ta, cái điều quan trọng là chúng ta cúng dường cho chư tăng, à, chúng ta cúng dường cho chư tăng, rồi sau đó đó, à, chư tăng sẽ cử ra một cái vị nào đó, à, mà thọ nhận cái chiếc y đó là do tăng, à, do chư tăng đề cử ra, à, cái vị đó. Thành ra đó, quý vị biết rằng cái kết cấu, cái sự mà lễ dân y ca thi ná này rất là nhiều cái chi tiết. Thành ra chính vì vậy đó mà một cái người mà làm lễ dân y ca thi ná, làm thí chủ mà dân ca thi ná này đó, quý vị biết rằng là ở trong những cái đời sống sau đó, à, cái phước báo của cái vị này nó dài. Cái điều này một chút nữa, à, chúng tôi, à, sẽ nói đến, à, cho quý vị nghe đó. Mà ở đây thì chúng tôi nhắc đến là quý vị nên nhớ là đối với lễ dân y ca thi ná là nó được phát sanh đến một cách là như miếng vải ở trên trời rơi xuống, như miếng vải ở trên trời rơi xuống. Tại vì cái này nếu mà mình nói nhiều thì cũng không tốt, thành ra quý vị cũng thông cảm như chúng tôi chỉ nói là miếng vải ở trên trời rơi xuống thôi. Thì quý vị biết rằng là cái sức tự nhiên, có nghĩa là cái sự tự nhiên của nó, tự động quý vị phát tâm, quý vị đem đến quý vị cúng đó. Có những cái trường hợp đó thì đối với một, cũng như ngày nay đó, thì quý vị thấy rằng một cái đại lễ đó nó rất là lớn, nó rất là lớn quý vị. Thường thường người ta đi đến, người ta tham dự, chư tăng cũng có, Phật tử cũng có, đi đến tham dự rất là đông. Thành ra quý vị biết rằng cái cuộc lễ đó, càng ngày nó sẽ tăng cái kinh phí lên nó cao, tăng cái kinh phí nó lên nó cao. Đó thì nó cao như vậy, nhưng mà tùy theo sức của các vị thí chủ người ta làm. Thì có nhóm đó, thì người ta sẽ một mình người ta đứng ra người ta làm. Có những người đó, thì người ta sẽ hùng lại, người ta sẽ hùng lại với nhau người ta làm. Thì hỏi cái chuyện này ở trong thời Đức Phật có không? Có quý vị, ở trong thời Đức Phật có quý vị. Quý vị biết ở trong thời Đức Phật đó, thậm chí mà trong cái ngày lễ trai tăng đó, quý vị thấy không? Có những người, người ta đem đến một nắm gạo, một nhúm gạo người ta hùng. Có người, người ta đem lại một chén mật ong người ta hùng. Đó, nó đủ thứ hết, nó đủ thứ hết, chứ không phải là lúc nào cũng là một mình bà Quý Sa Kha, không phải là lúc nào cũng một mình ông Cấp Cô Độc. Mà có những cái đại lễ là mọi người, người ta đem đến người ta hùng hết đó. Thành ra đó, cái lễ dân y á, ca thi ná đó ngày nay á, nó có hai cái trường hợp. Một là một người nào đó, người ta sẽ đứng ra con làm thí chủ, mà những cái lễ dân y ca thi ná, những cái gì mà liên quan tới trong ngày hôm đó là con lo hết. Cái trường hợp thứ hai là những người Phật tử, người ta sẽ đi đến đó, người ta yêu cầu là năm nay cái xóm của chúng con, hoặc là cái thành phố của chúng con, hoặc là cái nhóm của chúng con, sẽ hùng lại để mà làm lễ dân y ca thi ná đó. Thì quý vị thấy rằng cái trường hợp thứ hai là có nghĩa là ngày hôm nay mà ưa gọi là dân y tập thể đó, thí chủ tập thể phần hùng, thì từ đó người ta mới tính ra là mỗi người, người ta hùng một phần vậy bao nhiêu, để mà người ta quy ra như vậy đó, để mọi người, người ta biết, người ta sẽ
ở xa ở gần người ta sẽ hùng vào ở trong cái buổi lễ ngày hôm đó. Đó thì những cái trường hợp đó, đó thì không có phạm tội. Những cái trường hợp đó thì coi như là nó không có bị hư Kathina, coi như là do mọi người người ta phát tâm, người ta hùng vào, thành ra người ta không có bị làm hư cái lễ đó. Vậy thì tại sao mà có cái chữ Kathina quý vị? Cái chữ Kathina đó là quý vị thấy rằng là có nghĩa như thế nào? Có nghĩa là nó vững chắc, Kathina là nó vững chắc, nó bền chắc, thành ra gọi là Kathina. Cái Kathina, cái danh từ Kathina này đó, nó có rất là nhiều ý nghĩa. Thí dụ như là cái khung cưỡi nè, cái khung cưỡi mà có nghĩa là cái khung mà để mà người ta làm nên cái chiếc y đó quý vị, người ta dệt, người ta may đó, cái khung cưỡi. Rồi nó cũng còn một cái ý nghĩa là vững chắc hoặc là bền lâu. Vậy thì vững chắc và bền lâu này á là như thế nào? Có nghĩa là một người mà khi mà đã cúng dường lễ dân y Kathina rồi thì cái quả báo của cái người đó đó là đối với cái tuổi thọ nè, là sống lâu nè, sắc đẹp nè, rồi cái sự an vui và sức mạnh và trí tuệ của cái người này á, là coi như là nó sẽ vững chắc. Nó sẽ vững chắc. Ở trong kinh nói rằng là thí dụ như là cái phước báo nhân y Kathina này, đời sau mà chúng ta sanh ra làm người, chúng ta có cái sức khỏe, có cái sự an vui, có sắc đẹp, ở trong cái tuổi thơ quý vị cũng vậy, mà lúc mà quý vị mà trung niên cũng vậy, quý vị lão niên cũng vậy. Đó cũng như quý vị thấy rằng trường hợp của bà Visakha đó, bà 120 tuổi mà bà đứng ở trong cái gia đình của bà, cái dòng họ của bà, mình nhìn không ra, mình không nhìn không ra là bà Visakha. Có nghĩa là mình nhìn bà vẫn như ngày nào, vẫn như ngày nào. Chỉ có khi nào mà khi mà bà di chuyển trong cái thời gian mà cái tuổi bà đã lớn tuổi rồi đó, 120 tuổi rồi đó, khi mà bà di chuyển thì người ta phải dìu bà, người ta phải dìu bà, thì lúc đó quý vị mới biết là bà Visakha là bà đã lớn tuổi rồi. Chứ nếu mà quý vị nhìn sơ qua thì quý vị không nhận ra. Thì ở đây cái chữ Kathina có nghĩa là vững chắc. Thì vững chắc với những cái ý nghĩa nào? Khi mà những người nào mà đã cúng dường y Kathina rồi thì ở trong cái thời mà thơ ấu, mình được cái sự an vui, hoặc là mình có cái sức mạnh, hoặc là mình có cái sắc đẹp, thì ở trong lúc mà thời tuổi thơ của mình vẫn có, rồi khi mà ở trung niên cũng có, cũng còn, ở lão niên cũng còn. Tại sao mà chúng tôi phân tích về những cái điều này? Quý vị thấy rằng mình nhìn lại những người mà sống xung quanh mình đi, mình nhìn lại những người sống xung quanh mình đi, thì mình thấy rằng là có người là coi như là hồi nhỏ đó, họ rất là khỏe, hoặc là họ rất là đẹp, họ rất là học giỏi. Nhưng mà lớn lên khi mà lấy chồng, lấy vợ gì rồi đó, tự nhiên cuộc đời họ đi đến cái sự bế tắc, có nghĩa là sắc đẹp nó cũng giảm, rồi cái sức khỏe nó cũng giảm, hoặc là cái sự hiểu biết nó cũng giảm quý vị. Có nghĩa là mình bị thay đổi, mình bị thay đổi rất là nhiều. Đó cũng như quý vị biết rằng chúng tôi sau này bây giờ 45 tuổi rồi, gặp lại bạn bè mà cái thở mà còn đi học đó, còn đi học đó, thì bây giờ mình mới nhìn lại, mình mới hết hồn. Chúng tôi nhìn những cái cô bạn học mà ngày xưa mà ngồi ở trên chiếc bàn, chiếc ghế nhà trường đó, chiếc bàn, chiếc ghế của học trò đó, có những cái cô bạn đó, là khi mà chúng tôi nhớ những cái hình ảnh những cái người đó, họ ngồi ở trên chiếc bàn, họ viết chữ đó, một tay thì viết, một tay thì cầm cái giấy chậm mực, rất là duyên dáng, và học rất là giỏi. Thì chúng tôi nghĩ rằng những người đó đó, khi mà họ sau này đó, họ lấy chồng hoặc là họ có gia đình vân vân, thì chúng tôi nghĩ rằng cái cuộc đời của những cái người đó sẽ đi ở trên nhung lụa. Có nghĩa là
được cái hoàn cảnh sung sướng. Nhưng mà ngược lại hết quý vị, ngược lại hết quý vị, là coi như là những cái cô đó thật sự ra bây giờ nhìn lại á, là quý vị biết rằng là 2-3 đứa con, 3-4 đứa con, rồi lấy gặp ông chồng á, thì không có lo cho gia đình, thành ra cái cuộc đời á, từ một cái bông hoa mà nó đang nở mà bây giờ không biết là nó tơ tả, nó dập nát tới cỡ nào đó. Thì tại sao mà chúng tôi nói với quý vị những cái điều này? Có nghĩa là những cái người đó, đó cái tuổi thơ của họ được đi ở trong nhung lụa, nhưng mà khi mà lớn lên trưởng thành rồi đó, thì cái sự hạnh phúc đó nó không còn, cái sự hạnh phúc đó không còn. Mà quý vị biết không, chúng tôi nhìn những người đó đó, chúng tôi nghĩ rằng đó, là chúng tôi đoán đó, là sau này họ rất là, họ có một cái đời sống rất là hạnh phúc. Tại vì sao? Tại vì mình nhìn ở trong cái tuổi thơ mà khi mà mình học chung á, mình biết những người này người ta vừa đẹp mà người ta vừa giàu mà người ta vừa học giỏi nữa, người ta vừa học giỏi nữa, thì mình nhìn cái cuộc đời của họ thì mình đoán chắc là sau này là coi như là người ta lót gấm trải nhung cho những người này đi không. Nhưng mà không ngờ quý vị, không ngờ những cái người đó họ sau một thời gian là họ lại khổ. Còn những cái người bạn mà quý vị biết không, ngồi học mà khi mà đi ra về đó, quý vị biết không, ở trên tay dính mực, rồi ở quần cũng dính mực, nói chung là ở đâu nó cũng dính mực hết đó, tập dở nó lem luốc đồ này kia. Vậy mà giờ nhìn lại những người đó sướng quý vị, nhìn lại những người đó có một cái đời sống phải nói rằng là rất là ok, rất là hạnh phúc, phải có nhiều khi là phải nói là rất là xa hoa đó. Đó, không biết quý vị còn nghe được không, sao hôm nay chúng tôi có cái cảm giác cái room của mình im lặng quá quý vị. Dạ, quý vị chịu khó, quý vị chat lên đi, với lại chúng tôi không biết là quý vị nghe cái đề tài này quý vị có hiểu, có thấy thích hợp không, sao mà chúng tôi thấy room nó im quá. Thì chúng tôi đang giải thích cho quý vị nghe đó, cái điều này á, là cái lễ dân y ca thi ná này đó, là cái người mà làm thí chủ rồi đó, là quý vị biết rằng là cái phước của người ta, cái quả báo của người ta đó, là được á, là cái sự mà tuổi thọ, có nghĩa là sống lâu, sắc đẹp, ăn vui, sức mạnh, trí tuệ đó. Nó thường thường khi mà quý vị mà cúng dường y bát bình y, hay là bình bát, hay là vải vóc, hay là cơm nước gì đó, thì quý vị được những cái pháp, thí dụ như là sống lâu, ăn vui, sắc đẹp, sức mạnh, trí tuệ đồ này kia, nhưng mà nó trổ cho quý vị cái quả ở trong cái thời gian nào đó, ở trong cái thời gian nào đó rồi nó hết. Nhưng mà đối với cái ca thi ná này, cái ca thi ná này, cái chữ ca thi ná này có nghĩa là cái sự vững chắc, có nghĩa là nó trổ cho mình ở trong cái đời sống của mình đó, là tuổi thơ nó cũng vững chắc, mà khi mà mình trung niên nó cũng vẫn còn, đến chừng mà mình lão niên luôn mà nó cũng vẫn còn. Thành ra đó, cái chữ cát thí ná này chúng ta nên nhớ là như vậy, chúng ta nên nhớ là cái ý nghĩa của chữ cát thí ná. Tại vì quý vị biết không, có nhiều người kêu rồi Hùng Phước đi, Hùng Phước làm lễ cát thí ná đi, hoặc là hỏi mới đi đâu về vậy, đi dân y cát thí ná. Ủa, cát thí ná là cái gì vậy? Cát thí ná là cát thí ná là có nghĩa là người ta không có biết cái ý nghĩa của chữ cát thí ná đó, mà hỏi biết bao nhiêu năm có tội nói ra thì có nhiều người ta giận nha quý vị. Có nhiều người là đi dân y cát thí ná là biết bao nhiêu năm trời luôn, đi coi như là từ mà tuổi thơ mà cho đến hôm nay là chuẩn bị mà làm bà nội bà ngoại rồi đó, mà cũng không biết cái chữ ca thi ná đó. Thành ra đó, chúng tôi mới năm nào cũng vậy, chúng tôi cũng nhắc cái chữ ca thi ná này nó vững chắc, nó vững chắc là có nghĩa là sắc đẹp, rồi sức mạnh, trí tuệ, rồi cái sự an vui an lạc đồ này kia vân vân của mình, là nó đều vững chắc hết, nó đều vững chắc hết. Thành ra chúng tôi mới nói rằng là quý vị nhìn lại cái cuộc đời của mình, mình đã trải qua bao nhiêu đây tuổi rồi, thì mình ngó mình thấy bạn bè bà con xa gần của mình, có người thì lúc trẻ đó họ có đời sống hạnh phúc,
Nhưng mà khi mà trung niên á, họ mất đi, hoặc là có người thì lúc trẻ người ta không có hạnh phúc, nhưng mà trung niên người ta có hạnh phúc, lão niên người ta không còn hạnh phúc, vân vân. Nhưng mà cái người mà đã từng làm lễ dân y ca thi ná rồi thì coi như là những cái phước này, những cái phước mà được cái sự an lạc, sức mạnh, an vui đồ đó, là coi như là nó sẽ theo họ trong các cái kiếp sống, theo họ trong các cái kiếp sống nha quý vị. Quý vị biết á, mình nói á, là đối với một cái vị mà người ta dân y thường thôi, người ta dân y thường thôi, quý vị có thấy rằng đối với cái tiền thân của Đức Phật mình, tiền thân của Đức Phật mình là coi như là khi mà ngài chỉ có dân một cái tấm vải thôi, cái đối với Đức Bồ Tát của chúng ta đó, là có nghĩa là tiền thân của Đức Phật Thích Ca đó, khi mà ngài cái lần đầu tiên mà ngài phát cái tâm nguyện mà đại bi đó, đại bi để mà coi như là trở thành bậc chánh đẳng chánh giác đó, mà cứu chúng sanh thoát khỏi cái sanh tử luân hồi đó, thì lúc đó quý vị biết không, Bồ Tát của mình á, là coi như là lúc đó chỉ có một cái miếng vải cũ ở trên người thôi, nhưng mà nhìn thấy một cái vị sư đó, nhìn thấy một cái vị sư đó không có không có y phục để mà phải đắp bằng cái những cái lá cây mà người ta bệnh lại, người ta kết lại đó, đó thì lúc đó Bồ Tát của mình á, là lấy cái miếng vải đó ra, miếng vải mà mình đang đắp ở trong người mình á, để mà mình cúng cho, mình cúng cho cái vị sư đó. Rồi sau khi cúng rồi á, thì Đức Bồ Tát của mình á, phát nguyện rằng là cái phước này, cái phước cúng dường này sẽ để mà trở thành đức chánh đẳng, trở thành một cái vị Phật ở trong tương lai, để cứu tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài thoát khỏi cái sự đau khổ. Đó thì quý vị thấy rằng khi mà cúng dường cái miếng vải như vậy rồi, Đức Bồ Tát của mình phát nguyện như vậy, và sau này cứ càng ngày sanh ra ở đời, để mà sanh lại ở đời đầy đủ tài sản, tiếp tục làm những cái công đức nữa. Hoặc là thành ra đó, quý vị thấy rằng cái phước nó chồng phước, cũng như ở bên Việt Nam mình á, phải nói rằng ngày nay á, những ngày vừa qua đó, ở Huế đó quý vị, lũ chồng lũ, người ta phước chồng phước, phước này nó chồng lên cái phước kia. Còn đối với ở Huế những ngày nay á, thì phải nói là rất tội những người dân, lũ mà nó chồng lũ, hỏi quý vị hết cơn lũ này, hết cơn lũ này nó chưa dứt, đã đến cơn lũ khác rồi đó. Hoặc là như ở trong cái câu chuyện mà quý vị biết Tỳ khu Uppalawanna không? Tỳ khu Uppalawanna đó là một cái vị tỳ khu ni mà đệ nhất về thần thông nha quý vị, đệ nhất về thần thông. Cái vị tỳ khu ni này đó, quý vị biết là cái sắc đẹp nó đẹp kinh hồn lắm. Cái vị tỳ khu ni này á, ở trong kinh nói rằng á, cái vị này đẹp đến nỗi mà cái người đàn ông á, mà người ta đang ngồi người ta ăn á, người ta múc cháo người ta ăn á, mà cổ mà đi ngang qua thôi là coi như là cái ông đó, ông múc cái muỗng cháo mà ông không đưa lên cái miệng ông được, mà ông đút vô cái lỗ mũi ông đó, đến nỗi mà quý vị biết bị mê hoặc tới cỡ đó luôn á, quý vị hiểu không? Đó có nghĩa là cái sắc đẹp của tỳ khu Uppalawanna, tỳ khu ni Uppalawanna đó, bà đẹp đến nỗi mà người ta đang ngồi ăn á, mấy ông đàn ông á mà đang ngồi ăn á, cái cô này cổ đi ngang qua thôi là coi như là mấy ổng là đang ăn vậy là coi như là múc đồ ăn đút vô lỗ mũi hết luôn, chứ không có đút vô miệng, có nghĩa là bị mê quá, bị coi như là cái sắc đẹp đó nó mê hoặc quá, nó làm mê hồn quá quý vị. Thì Đức Tây Quyền có qua không? Dạ, cái bộ đi tin Phật Bản. Năm Tông hả? Rồi ba vị phải không? Đó, thì là cái câu là tại sao quý vị, là cái tiền thân của tỳ khu Uppalawanna này là cũng ghê lắm nha quý vị. Có nghĩa là ở trong quá khứ á, cái tiền thân của cái cô Uppalawanna này nè, là coi như là thấy người ta mặc những cái bộ đồ đẹp quá,
ngài những cái bộ đồ rất là đẹp quý vị đó, rồi mới về xin cha mẹ mình đó là may cho mình cái bộ đồ đẹp giống vậy. Thì cha mẹ mới nói nhà người ta giàu người ta mới có tiền người ta mặc vậy, còn nhà mình nghèo mình đâu có tiền đâu mặc đâu mà có đồ vậy đâu mà mặc con đó. Thì cái cô này cũng mới nói vậy, thôi cha mẹ cho con đi làm công làm mướn cho người ta để mà con có được cái bộ đồ đó, con thích cái bộ đồ đó. Thì cha mẹ cũng đồng ý. Thì khi đó cô của cái cô này cổ xin đến cái chỗ đó làm, cái nhà ông bá hộ đó để mà cổ làm. Thì cổ làm cổ nói là cổ làm chừng nào mà cổ đủ tiền để cổ mua một cái bộ đồ đó. Thì cái ông bá hộ đó ông mới nói rồi, mua được cái bộ đồ đó phải làm công 3 năm. Làm công 3 năm rồi mới đủ tiền mà mua cái bộ đồ đó. Thì cô ta cũng chịu nữa. Cô ta đã mê rồi. Cô ta đã mê cái bộ đồ đó rồi. Thành ra đó, quý vị biết rằng là cô vẫn làm ở trong, làm công 3 năm trời. 3 năm trời khi mà được cái bộ y đó. 3 năm trời khi mà được cái bộ y đó rồi đó, thì quý vị biết không? Là coi như là được cái bộ đồ đó đó, là cô ta là coi như là rất là mừng. Chuẩn bị là coi như là đi tắm rửa, là coi như là đắp cái bộ đồ đó lên đó, mặc cái quấn cái vải đó lên trên người. Thì trước khi đó, đó thì cô ta thấy một cái vị sư, một cái vị sư đi ngang qua, mà cái vị này cũng đắp ở trên người bằng lá cây không à, đắp ở trên người bằng lá cây không à. Thành ra nó, cô nhìn cô thấy khở lên một cái tâm đại bi của cô. Thành ra cô nghĩ là thôi, mình chỉ có thích một cái bộ đồ mà phải làm công 3 năm trời mới có được bộ đồ như vậy, thì chắc chắn rằng là đời trước mình đã ít bố thí, mình không từng tạo cái phước bố thí. Thành ra ngày hôm nay chỉ vì có thích một bộ đồ này thôi mà phải đi làm công 3 năm. Phải đi làm công 3 năm. Thành ra đó cô nói rồi, bây giờ cúng dường cho cái vị sư đó, cúng dường cho vị sư đó. Thì cô ta coi như là xé nửa miếng vải ra, có nghĩa là chia cái bộ đồ, cái miếng vải đó ra làm đôi, cúng dường cho vị sư đó. Thì cái vị sư đó sau khi nhận cái miếng vải đó rồi, đã đứng qua phước qua một chỗ kín đáo để mà thay đổi y phục. Thì khi mà cái vị sư đó đắp lên người cái miếng vải đó rồi đó, thì cô nhìn thấy đẹp quá, cô hoan hỷ quá. Thành ra còn lại nửa miếng cúng luôn, còn lại nửa miếng cúng luôn. Thì lúc đó cô cúng xong rồi á, quý vị biết á, là cô mới nguyện, cô mới nguyện là trước khi mà cô mà chứng đắc được đạo quả A-la-hán, chứng đắc được các pháp của bậc thánh nhân đã chứng, nếu mà cô có sanh lại làm người con gái, thì luôn luôn cho cổ có cái sắc đẹp đến nỗi mà những người đàn ông nào mà nhìn thấy cổ là đều coi như là mê say đắm đuối hết, trừ ra những người đàn ông mà thuộc về thân tộc gia đình của cô, thuộc về thân tộc gia đình của cô thôi. Còn ngoài ra những đàn ông khác là coi như là gặp cổ là đều say đắm ngã nghiêng hết, nghiêng thùng đổ nước hết. Đó, quý vị thấy cổ phát cái nguyện đó. Thành ra chính vì vậy, chính vì vậy mà cái phước của cổ khi mà nó thành tựu, cổ sanh ra cái đời nào mà cổ làm người phụ nữ là quý vị biết là cổ cũng đẹp như vậy hết. Uppalawana đó, đó. Thành ra đó, quý vị thấy rằng lúc đó khi mà cái kiếp cuối cùng của cổ đó là cổ sanh ra đó, ba cổ nói sao biết không? Con gái ơi, con gái, bây giờ con gái đi tu đi, con gái đi vô tinh xá của các vị, con gái xin xuất gia đi, chứ con gái không có thể nào mà ở nhà được hết. Tại vì vua của nước này cũng đòi cưới con, vua của nước khác cũng đòi cưới con, rồi mấy đứa con trai của đại trưởng giả ở trong thành này cũng đòi cưới con, mà coi như là những cái vị này là coi như là dao kiếm rồi cung tên, họ coi như là họ nịch sẵn lên người hết rồi. Họ nói bây giờ không gả là quýnh, coi như là không gả là quýnh đó. Thành ra bây giờ cha biết gả cho ai, hãy mà gả cho nước này thì nước kia nó quýnh, mà hãy mà gả cho nước kia thì nước này nó đánh. Thành ra bây giờ gả cho ai
Thôi bây giờ con gái á, là chỉ có đi vô ở trong tinh xá đó, xin các vị mà xuất gia đi. Đó thì quý vị biết á, là lúc đó Uppalawana đó là ở trong quá khứ đã cũng đã phát nguyện rồi quý vị. Do phước cúng dường này con xin được chứng đắc được các pháp của bậc thánh nhân đã chứng. Thành ra khi đó nghe cái chữ xuất gia thôi, nghe cái chữ mà đến tinh xá mà xuất gia thôi, là coi như là Uppalawana đã coi như là cũng nói ở trong tâm rất là hoan hỷ rồi, là coi như là chỉ sắp xếp mà đi thôi. Đó, sắp xếp mà đi thôi. Thành ra đó chúng tôi nói về cái dân y thường thôi á nha quý vị, cúng một tấm vải thường thôi mà đã có cái phước báo như vậy rồi. Còn chúng ta nhớ cái câu chuyện mà đối với hai cái vợ chồng của ông bà La Môn mà chỉ có một cái lá y thôi, để mà ông chồng đi nghe pháp thì phải để bà vợ ở nhà, tại vì hai người có một chiếc y có một miếng vải để quấn người đó. Thì cái ông bà La Môn nó khi mà nghe Đức Phật thuyết pháp đó, là coi như là ông cúng dường cái miếng vải mà tròn của ông luôn đó. Thì quý vị thấy rằng cúng dường có một miếng vải đó mà khi mà ông vua Bá Xê nó đi á, ông nghe rồi á, rồi lúc đó coi như là ông thấy mấy người này không có tài sản, mà cái tài sản đó là lớn nhất của mình mà dám cúng dường. Thành ra đức vua cho những cái tấm vải quý. Rồi khi mà nhận được những cái tấm vải mà quý như vậy rồi đó, rồi ông bà La Môn này tiếp tục cúng nữa, đức vua cho nữa, rồi tưởng cho là ông xài nhưng mà ông cúng nữa. Thành ra cuối cùng á, thì quý vị biết rằng là coi như là khi mà ông cúng dường miếng vải đó khởi đầu, và là cái miếng vải mà cái đồ quý nhất của ông, là ông chỉ có miếng vải đó thôi đó. Rồi cuối cùng là thì đức vua đã cho lại ông rất là nhiều, từ cái ruộng đất rồi đến đến nhà cửa, đến xe cộ vân vân, ở trong cái thời đó, theo cái thời đó. Đó, thành ra quý vị thấy rằng có những người người ta làm phước cũng được chỗ ở ngay trong hiện tại này, chỗ ở ngay trong hiện tại này. Thành ra đó, thành ra quý vị thấy rằng đối với cái phước báo á, mà khi mà mình cúng dường á, cho cái cúng dường những cái y mà trong những ngày thường thôi, y trong những ngày thường là như thế nào quý vị? Có nghĩa là chúng tôi nói về cái lễ giấc y Kathina này á, thì chỉ có từ 16 tháng 9 âm lịch cho đến rằm tháng 10. Rồi trong vòng một tháng này là chúng ta đi đến các chùa nào mà chưa có làm lễ Kathina thì chúng ta cúng dường y thì mới gọi là y Kathina. Còn qua một tháng đó rồi á, thì quý vị cúng dường á, nó đều trở thành y thường hết. Trở thành y thường hết nha quý vị. Đó, nó trở thành y thường hết. Đó, thành ra đó thành ra mọi người á, người ta sẽ chuẩn bị cái thời gian sắp tới đây, người ta đang chuẩn bị để mà người ta đi làm cái lễ dân y Kathina. Người ta biết được là do cái sự cúng dường cái phước báo này nó rất là lớn, nó rất là thù thắng, nên mọi người người ta đều có cái tâm người ta chuẩn bị. Quý vị biết rằng một cái vị ở trong quá khứ đó, có một cái vị đại trưởng lão đó, cái vị đó nói về, quý vị biết rằng là mình chỉ cúng dường một cái lá y hoặc là một cái miếng vải thường thôi mà cái phước báo nó như thế nào quý vị biết không? Cái vị đó nói là cái vị đó là thành một cái vị thánh nhân rồi nha quý vị, đã đoạn tận lậu hoặc rồi. Thành ra cái lời nói của cái vị đó là cái lời nói chân thật, cái lời nói chân thật. Nhiều khi mình còn phàm phu, có khi mình hứng mình có thể mình nói sai sự thật đó. Nhưng mà đối với những vị thánh đoạn tận lậu hoặc thì các ngài không có nói dối, các ngài không có nói dối. Nhưng mà các ngài nói lên để chi quý vị? Để cho chúng ta biết tâm chúng ta hoan hỷ, để mà chúng ta tạo những cái phước báo này, để mà nó làm cái hành trang trong cái dòng sanh tử luân hồi của chúng ta. Đó, cái vị, một cái vị mà A-la-hán, cái vị đó nói rằng là ở trong quá khứ tôi đã từng cúng dường những cái tấm vải, thành ra tôi được hưởng những cái quả báo, những cái thiện nghiệp. Làn da của tôi lúc nào cũng óng ánh như màu vàng,
đó, đối với bụi bặm, những chất bẩn dơ dái không thể nào mà bám vào cái làn da của tôi được. Đó, quý vị thấy ghê không? Đó, cái quả báo ớn hồn không? Đó, còn mình đi ra ngoài mà đi chạy vô, đi ra một vòng ở Việt Nam đi, quý vị lấy xe, quý vị xe Honda, quý vị chạy một vòng ở Việt Nam đi, quý vị về, quý vị chà ra có một đống đất nó rớt xuống đã mình không có phước rồi, gặp cái môi trường nữa, gặp cái môi trường nó toàn là bụi bặm không. Đó, quý vị biết có nhiều khi chúng tôi đi về móc ra hai con mắt, trời ơi, đi mà quên đeo cái mắt kiếng thôi, về móc ra hai cái khóe mắt là nó một đống gì nó đen đen ở trong đó đó. Mũi là coi như là phải lấy cái cây tăm bông á, quên đeo khẩu trang đồ này kia, phải lấy cây tăm bông mà dụi ở trong đó đó, mà dở ra là nó đen xì. Thật sự ra quán về thầy chuột nó rất là ghê. Quý vị biết sao không? Con người mình không có phước mà mình sống trong cái môi trường nó cũng không có phước nữa, một cái môi trường nó ô nhiễm nữa quý vị đó. Còn đối với những người mà người ta đã từng cúng dường y áo rồi đó, là coi như là màu da vàng óng ánh đó, rồi bụi không thể bám vào làn da. Cái này quý vị, cái này có nhiều người người ta không tin, người ta không tin, người ta nói làm gì có. Thật sự ra chúng tôi biết được á, trong thời nay cũng vậy, cũng có những người mình đi với người ta đi, mình đi với người ta đi, người ta cũng đổ mồ hôi, nhưng mà cái người người ta nó không có hôi, người người ta nó không có hôi đó, nhưng mà mình đổ mồ hôi mình hôi hơn người ta. Hoặc là quý vị biết á, ở trong cái thời gian mấy ngày trước á, quý vị biết có con chó không biết ai mà nó cứ thả, ai cứ thả cái con chó đó vào ở trong chùa chúng tôi hoài. Mà quý vị biết con chó đó đó, nó đã bị lở lét rồi, mà đáng nhẽ nó còn hôi, mà nó hôi khủng khiếp nữa quý vị. Đó, chúng tôi nhìn chúng tôi mới biết được cái nghiệp của chúng sanh. Có nghĩa là nó đã bị lở lét ở trên người rồi mà nó hôi, mà nó hôi kinh dị luôn. Đó, quý vị thấy rằng cái loài chó cũng vậy. Có những cái con á, quý vị thấy không, có những người người ta lỡ người ta vuốt ve, người ta còn ôm nó vào người được. Còn có những con mà nó đứng gần mình thôi là mình cũng đã thấy hôi rồi. Đó, rồi đối với loài người đó thì quý vị thấy rằng có những người á, là coi như là quý vị cũng, tại vì quý vị không có để ý, có những người á, người ta có cái nước da của người ta đó, nó ít bị dính bụi đó. Họ cũng đi chung với mình á, hoặc là có những cái trường hợp đó quý vị thấy rằng mình khi mà mình đi hành thiền đó, hoặc là mình ngồi học chung với người ta đó, có người mũi nó chích hoài à. Có người á, hỏi sao tôi không bị chích gì á? Mà cái đó có thiệt, là do cái phước của mọi người quý vị. Cái phước của mọi người đó, thì cái chuyện mà cái người mà người ta có phước á, làn da của người ta không có bị bụi bặm, những cái chất bẩn nó dính vào, thì chuyện đó là chuyện bình thường đó. Thành ra có nha quý vị, đó thành ra cái quả báo của cái người mà cúng dường y áo thì cái người đó là coi như là có màu da nó đẹp, bụi bặm nó không có bám vào. Nếu mà làm chư thiên á, thì có cái hào quang, có cái ánh sáng nó hơn hẳn những vị chư thiên mà không có cúng dường y áo. Rồi quý vị biết rằng coi như là đối với cái vị đó mà có mặt ở trên cuộc đời, thì những cái nhu yếu phẩm hoặc là những cái sức khỏe vân vân nó sẽ phát sanh lên cái vị đó, như lúc đầu mà chúng tôi nói đó. Rồi thân hình rất là mềm mại, rất là xinh đẹp, đó là cái người mà cái quả báo của cúng dường cái y thường thôi đó, chứ chưa phải là y Katina đó. Còn cái người mà người ta cúng dường cái bình bát á, người ta cúng dường cái bình bát á, là quý vị biết á, là cái vị trưởng lão cái vị trưởng lão mà tên là Bí Linh Đá Quách Chá đó, cái vị đó nói á, do cái phước mà tôi đã cúng dường cái bình bát á, thì do cái thiện nghiệp đó đó mà tôi được những cái quả báo, là coi như là tôi sanh ra rất là nhiều đời nhiều kiếp, mỗi lần mà dùng cái thức ăn vật thực á, đều dùng cái chén cái đĩa mà đựng thức ăn thức uống đó đó, đều bằng vàng hoặc là bằng bạc, hoặc là có khi bằng ngọc mani luôn đó. Thì nói chung là mình không phải là mình muốn cái
mình không phải là mình muốn ăn bằng chén vàng, đĩa bạc, đĩa ngọc gì hết. Nhưng mà ở đây á, là nói về cái phước báo quý vị, cái quả báo đó. Rồi cái người đó đó, cái người mà đã cúng dường bình bát á, là quý vị biết rằng á, cái người này, những cái người mà cúng dường y và bát là coi như là không có gặp những cái điều nguy hiểm, không có gặp những cái điều rủi ro, mà ngược lại còn được mọi người cung kính, mọi người cung kính. Rồi cái tài sản của những cái người này á, là coi như là không bao giờ bị gặp nước cuốn trôi, hoặc là lửa đốt cháy, hoặc là những cái người mà người ta phá, người ta trộm cắp, vân vân. Đó là cái phước báo mà của cúng dường y ca thiện nã đó. Nó thành ra đó, khi mà chúng ta biết được cái quả báo này rồi đó quý vị, thì thật sự ra ở trong thời nay là tuy rằng không còn Đức Phật, nhưng mà còn chư tăng đang còn hiện hữu ở trên thế gian này. Thành ra quý vị biết được cái quả báo, cái lợi ích này là như vậy, nó lớn lao như vậy. Thành ra quý vị cũng phải ráng có cái tâm mình tích góp, mình để dành một chút tài sản gì đó của mình để mà mình tạo những cái phước báo mình cúng dường. Nhân cái cơ hội mà là lúc này chư tăng còn ở trên thế gian, nói chung là ở bên Mỹ quý vị thấy bây giờ vẫn còn các vị sư, rồi ở bên Việt Nam, ở bên nước này nước kia cũng còn các vị sư. Đến một thời gian nào đó, quý vị nghĩ đi, chắc chúng tôi nghĩ cũng không có nhiều đâu, chừng vài chục năm nữa thôi, vài chục năm nữa thôi, thì quý vị thấy rằng cái hình bóng của các vị sư sẽ rất ít, rất là ít. Thành ra lúc đó cái cơ hội mình tạo phước nó còn khó hơn nữa. Thành ra ở trong cái thời gian này thì mình ráng mình tạo những cái phước báo này để mà nhân cái cơ hội mà chư tăng còn nhiều ở trên thế gian, chúng ta tạo những cái cơ hội này để chúng ta có được một chút ít phước báo ở trong cái dòng sanh tử luân hồi của mình. Ngày xưa thì các vị sư đều là thánh tăng, thì ngày hôm nay phàm thánh lẫn lộn, nhưng mà chúng ta nhớ rằng là Đức Phật đã dạy chúng ta rồi, chúng ta cúng dường vô phân biệt, cúng dường đến tập thể tăng, có nghĩa là cúng dường đến chư tăng, thì cái phước báo của chúng ta vô lượng. Ở trong một cái bài kinh cúng dường mà cho chư tăng, Đức Phật nói với ngài Ananda đó, đến một thời mà các vị tỳ kheo không còn nữa quý vị, các vị tỳ kheo không, cái hình dáng các vị tỳ kheo không có còn nữa, lúc đó những người tu á chỉ đeo cái miếng vải ở trên cái cổ tay của mình thôi, chứ không có đắp y áo nữa. Nhưng mà lúc đó này Ananda, nếu những thiện nam tín nữ, những người cư sĩ đi đến cúng dường mà vẫn tác ý cúng dường đến tập thể tăng chúng, thì cái phước báo đó vô lượng, giống như là nước ở trong biển, không thể đo lường được là bao nhiêu nước ở trong biển. Đó, thành ra quý vị nhớ, quý vị nhớ Đức Phật đã dạy cho Ngài Ananda trong cái bài kinh đó, để mà cho những cái người cư sĩ người ta nghe. Đến một thời mà không còn bóng dáng của các vị tỳ khưu nữa, lúc đó người tu chỉ có phân biệt bằng một cái miếng vải ở trên cổ tay của mình thôi, hoặc là một cái miếng vải quấn ở trên cổ của mình thôi, để mà phân biệt là ngày hôm đó là cái ngày tu của mình. Đó, mà cái người cư sĩ cúng dường mà hướng đến tăng chúng thì coi như là cái phước báo vẫn được gọi là vô lượng, như nước ở trong biển. Thành ra quý vị thấy rằng thời nay ít nhiều gì thì cũng còn những vị sư thuyết giảng, hoặc là những cái dòng kinh Bali, hoặc là những cái dòng thiền tứ niệm xứ vân vân, vẫn còn cái pháp học, vẫn còn cái pháp hành. Thành ra đó, chúng ta vẫn coi như là cái thời này vẫn còn hưng thịnh, cái thời vẫn còn hưng thịnh. Thành ra chúng ta cũng tranh thủ chúng ta cúng dường, chúng ta tạo những cái công đức phước báo. Rồi những cái công đức phước báo này đó, thì những cái quả báo mà của quý vị đã làm, chúng tôi đã kể ra cho quý vị nghe. Rồi cái phước báo này còn một cái điều nữa, là quý vị hồi hướng được cho quyến thuộc của mình.
hồi hướng được cho quyến thuộc của mình nha quý vị. Quyến thuộc mình mà hưởng cái phước báo này rồi đó, là coi như là nếu mà đang đau khổ về không có y áo để mà mặc thì hưởng cái phước báo này rồi là phát sanh sự an lạc đầy đủ y phục. Quyến thuộc của mình đang đói khổ, đang bức rứt, đang nóng bức vân vân, hưởng được cái phước báo này sẽ được an lạc. Quyến thuộc của mình đang ở khổ cảnh, hưởng được cái phước báo của lễ dân y ca thay ná này rồi sẽ sanh lên nhàn cảnh đó. Và một điều cuối cùng nữa là quý vị nên nhớ, ai đã từng cúng dường, ai đã từng cúng dường y phục hoặc là bình bát đến chư tăng, những người này nếu mà có cái nguyện là sau này con gặp Đức Phật sẽ xuất gia bằng cái câu là ê hí thích khú, có nghĩa là khi mà xin Đức Phật xuất gia đó, Đức Phật kêu lại đây, này tỳ kheo hãy lại đây, là lúc đó là lập tức là mình là trở thành một vị tỳ kheo, như là một cái vị mà đã tu 60 hạ rồi, chứ lúc đó không có cần phải là đi kiếm ai mà cạo tóc cho mình rồi cho mình bộ y bình bát gì hết. Tự nhiên do cái thần thông mà do cái phước báo của ca thi ná này nó làm cho mình lúc đó mình trở thành một cái vị sư liền đó. Thành ra đó quý vị phải nhớ cái điều này đó. Khi mà chúng ta đã từng cúng dường cái này rồi đó, rồi một cái điều cũng rất là quan trọng là nếu mà những người nào đã từng làm thí chủ cúng dường ca thi ná thì quý vị mà giữ được cái tâm này nè, là quý vị giữ được cái sự hoan hỷ này nè đến cuối đời của mình, do cái phước báo này nâng đỡ quý vị sẽ sanh thiên. Nếu mà quý vị không có phạm vào những cái trọng tội như là giết cha giết mẹ rồi làm thân Phật chảy máu chia rẽ tăng rồi đó, mình không có phạm vào những cái trọng ác nghiệp á đó, mà đến cuối đời hãy mà chuẩn bị mà nhắm mắt lìa đời đó, mà mình nhớ ít nhiều gì mình cũng đã từng cúng dường lễ dân y ca thi ná thì cái phước báo này nó sẽ nâng đỡ quý vị sanh thiên đó. Thành ra những cái điều đó là quan trọng. Thì thật sự ra đó, đối với cái lễ dân y ca thi ná này đó, cái phước báo nó rất là lớn, mà cái lễ nó cũng rất là quan trọng, nhưng mà chúng tôi chỉ lựa ra những cái phần mà nó liên quan đến quý vị là chúng tôi trình bày trong một tiếng đồng hồ mà quý vị thấy còn chưa có hết nữa. Thành ra chúng tôi chỉ tìm những cái điểm mà cho quý vị cần nhớ cần biết thôi để chúng tôi trình bày đến quý vị, do cái thời gian nó chỉ có một tiếng đồng hồ thôi đó. Thành ra mong quý vị cũng hoan hỷ với cái lễ dân y ca thi ná này. Bây giờ thì xin được tạm ngưng. Với cái phước này xin dâng đến chư tăng, chia đều đến quý Phật tử, và cũng xin hồi hướng đến các vị chư thiên là chúng sanh trong ba giới bốn loài, quan hỷ thọ lãnh đồng điều nhau cả thải. Nam mô Bụt Thầy Giả. Nam mô Bụt Thầy Giả. Nam mô Tham Ma Giả. Nam mô Sang Khai Giả. Và nguyên như con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư phụ Pháp Tính đã giảng dạy cho chúng con về ý nghĩa của ngài dân y ca thi ná. Và thưa sư phụ, nguyên như có một câu hỏi là nếu mà ở bên Việt Nam rất là có nhiều đại gia mà mỗi khi mà làm một cái cuộc lễ đó rất là mắc tiền như vậy, thì Phật tử bình thường như chúng con làm sao đến đời đến thuở nào mà có một cái số tiền lớn mười mấy ngàn đồng như vậy để làm một đại lễ bạch ngài, và nếu như vậy tại sao mà các chùa không có tạo cái cơ hội cho tất cả mọi người Phật tử đều có cái nhân duyên và có một cái cơ hội để làm đồng thí chủ dân y, tức là chia mỗi cái phần đó ra làm nhiều phần, thì rất là nhiều người, nhiều Phật tử và nhiều gia đình mình được cũng được cái phước là làm đồng thí chủ mà phải để cho một hay hai vị thôi. Thì như vậy con thấy nó cũng không có công bằng lắm á, bạch sư phụ. Dạ, xin ngài có thể giải thích cho Nguyên Như và đạo tràng hiểu hơn về vấn đề này ạ. Dạ, để không mất thời gian thì chúng tôi xin đi vào cái câu hỏi, chúng tôi không có chào hỏi quý vị nữa nha. Đó,
Bởi vậy đó, chúng tôi mới nói rằng là quý vị học vi diệu pháp á, có tâm đại thiện hợp trí thọ hỷ vô trợ, tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ, thì tự động mình sẽ biến ra quý vị. Tự động mình sẽ biến ra quý vị. Có nghĩa là mình phải dùng cái trí tuệ của mình, thì sau này mình mới sanh, mình mới tục sanh được bằng một cái tâm mà đại quả hợp trí được. Đó, thì quý vị cứ cứ bây giờ mình thấy bây giờ cái cuộc lễ của người ta, bây giờ đó, quý vị thấy rằng á, bây giờ cái cuộc lễ của người ta đó là có 100 đồng như vậy, cuộc lễ của người ta 100 đồng như vậy phải không? Thì quý vị sẽ, bây giờ quý vị sẽ nói với cái chùa đó, nói với cái vị chủ trì đó là bây giờ đó là năm sau mình làm, năm sau mình làm, thì bây giờ quý vị sẽ chia phần ra, quý vị sẽ chia phần ra, bây giờ quý vị chia ra, thí dụ như là một người một phần, một người một đồng, thì ở trong cái hội chúng mình á, là coi như là quyến thuộc đồ này kia thì cũng gom lại cũng 100 người thì cũng là 100 đồng đó. Còn nếu mà lỡ năm sau mà tới như vậy đó thì không đủ, không đủ 100 người, thì giờ quý vị thấy rằng là coi như là mình gom lại là có 30 người hay 20 người, mình lấy 100 đó mình chia cho 20, 100 đó mình chia cho 20, thì coi như là cũng đủ ở trong cái cuộc lễ đó. Thì thật sự ra đó là ở cái chỗ này á, là chúng tôi muốn nói ra cái chỗ này đó, là quý vị thấy đó, là thường thường á, là phải do cái người cư sĩ, do cái người cư sĩ đó người ta đứng ra, người ta mới bạch với sư, bạch với cái vị trụ trì, cái vị mà có trách nhiệm đó đó, mới nói là bạch sư, thì năm sau cho chúng con làm chủ lễ dân y ca thi ná, thì năm sau thì quý vị sẽ đứng ra, quý vị kêu gọi ai hùng vô quý vị để mà làm cái lễ đó. Thì hãy mà một cái lễ đó 100 đồng mà mình đủ 100 người thì mình chia ra 100 người, còn cái lễ đó 100 đồng mà mình không có đủ 100 người thì mình chia, mình có 30 người thì mình chia ra cho 30 người đó. Thì ở đây đó là cái chỗ mà quan trọng á, là nói về là cái người cư sĩ, do cái người cư sĩ người ta biết, người ta hiểu, thành ra người ta khéo, người ta làm. Chứ đối với các vị sư đó thì không có đụng vô cái ca thi ná này. Là tại sao? Tại vì mình cũng không nói là chỉ một thí chủ hoặc là nhiều thí chủ gì hết. Tại vì nó, mình đụng vô nó hư ca thi ná quý vị, nó hư ca thi ná của người ta, thành ra các vị sư không có đụng vô. Chứ không phải là các vị sư là chỉ nhận một thí chủ thôi. Cũng như là ở trong chùa Bủ Đức của chúng tôi đó, cái sau khi mà lễ dân y rồi đó, thì cũng có nhóm Phật tử ở trên Bình Long, người ta là dân cạo mũ cao su không à. Đó, thì người ta hỏi chúng tôi là chùa có năm sau là ai làm chủ lễ dân y ca thi ná, thì chúng tôi nói chưa có ai đăng ký hết, chưa có ai làm hết. Thì họ mới nói vậy thôi, sư cho mọi người hùng vô đi. Cái nhóm của chúng con trên này thì có cái tâm thôi, chứ cái tài sản cũng không có nhiều. Thành ra trước tiên là chúng con hùng 10 cổ phần, hùng 10 phần vô vậy đó. Sư cứ ghi nhận đi, rồi tới cái kỳ đó làm lễ đó thì con sẽ đem xuống. Thì lúc đó chúng tôi cũng nhận lời. Thành ra quý vị biết rằng tới nay đó thì rất là lo lắng. Rất là lo lắng là do cái những cái người này á, thì đúng theo lực thôi, đúng theo lực thôi, thì là coi như là cái ngày hôm mà làm lễ dân y ca thi ná đó là chỉ một cái lá y thôi, một cái chiếc y vây trái hoặc là một cái lá y nội thôi cũng đủ để mà làm lễ dân y ca thi ná rồi. Nhưng mà quý vị biết rằng á, là chư tăng đến, quan khách đến, đủ thứ người hết, một cái buổi lễ đó nó phát sinh ra rất là nhiều, rồi nó phải tốn nhiều cái kinh phí. Thì nếu mà các người Phật tử người ta không cúng thì mình cũng phải ráng, mình đi tìm cách, mình làm sao để mà mình có tiền để mình đối đãi. Cũng như là nhà quý vị, hôm nay nhà quý vị làm một cái lễ đi, làm một cái lễ lễ giỗ hay lễ sinh nhật gì đi,
thì quý vị cũng mờ có nhiêu đó à, quý vị cũng mờ cái nhóm bạn quý vị có nhiêu đó. Nhưng mà những người bạn quý vị người ta đi đến á, người ta có người ta dẫn theo con người ta, có người ta dẫn theo bạn mới quen của người ta, rồi cứ người dẫn đi hai ba người vân vân. Thì mình bây giờ ở nhà mình không có chuẩn bị trước, thì mình nghe tin vậy thì mình cũng phải ráng mình chuẩn bị thôi. Quý vị cũng phải ráng chuẩn bị thôi. Thí dụ như giờ quý vị mời chúng tôi lại ở nhà, quý vị ăn cơm đi, mà quý vị đinh ninh ở trong tâm là chỉ có mình tôi lợi thôi. Nhưng mà lúc đó tôi lợi thêm với hai ba vị sư, thì nhà mình có nghèo nghèo thì mình cũng phải ráng nấu thêm một lon gạo nữa, hoặc là mình cũng phải mua thêm miếng đồ ăn gì đó để cho ba vị sư ăn. Chứ không lẽ quý vị nói thôi tôi mời có mình sư rồi sư dẫn chi hai ba vị đến có đâu lo. Thì nói chung là mình nghèo mình cũng phải ráng mình làm thôi. Thì cũng vậy quý vị, các cái ngôi chùa cũng vậy đó. Thì có những người thì người ta hoan hỷ, người ta đi đến với mình thì mình cũng phải ráng mình tiếp đãi. Thành ra đó cái chi phí ở trong cái buổi lễ đó nó càng ngày nó càng tăng cao lên, nó càng ngày nó càng tăng cao. Thì nói chung quy lại là do cái người Phật tử, nếu mà người ta hiểu biết được ở trong pháp và lực, có nghĩa là người ta sẽ xin trước. Người ta nói có nhiều người á, quý vị biết, người ta nói sư năm sau nếu không có ai đăng ký dân y thì nhóm của chúng con sẽ đứng ra lo liệu, nhóm của chúng con sẽ đứng ra làm lễ dân y đó, chứ không phải là lúc nào cũng có thí chủ hết. Thì từ cái lời nói của cái người cư sĩ đó đó, thì mình mới thông báo ra cho mọi người biết rằng năm nay á, là mọi người người ta đã hùng, hiện giờ người ta hùng đến bao nhiêu rồi, và có thể cái kinh phí nó chênh lệch như vậy đó, thì mọi cái người Phật tử còn lại thì người ta sẽ biết để mà người ta cúng dường tiếp theo, người ta hùng vô để mà cho đủ cái kinh phí để mà làm cái lễ dân y cà thi ná trong cái buổi lễ, trong cái ngày hôm đó. Không biết chúng tôi nói vậy thì Nguyên Như hiểu chưa, mọi người trong room chúng ta nghe kịp không, nghe hiểu không? Dạ. Nào rồi, nếu mà không hiểu thì quý vị có thể hỏi thêm ha. Dạ bạch ngài, con nghe ngài nói là một cái nhóm Phật tử ở trên chỗ chỗ cạo mũ cao su đó bạch ngài, thì họ nói là họ đã dâng cho chùa 10 phần. Như vậy là theo luật Chư Tăng, ngài có thể cho chúng con biết là như vậy là đã đến được bao nhiêu của cái phần của chùa Bửu Đức rồi? Tụi con thấy cũng còn khoảng 4 tuần nữa thôi thì chùa của chúng ta đã bắt đầu làm lễ dân y. Như vậy thì một phần là bao nhiêu, ngài có thể cho tụi con biết được không hả ngài? Dạ con xin dâng mít lại cho ngài ạ. Sa thú. Cái điều này nó cũng rất là khó nói nha quý vị. Hiện nay đó thì mọi người người ta hùng vô cái lễ dân y ca thi ná này á, là cũng được sáu mươi mấy phần rồi, 60 mấy phần rồi. Thì đối với chúng tôi á, thì chúng tôi không có nói được cái số tiền mà để mà làm cái đại lễ này, tại vì ở trong lực thì cũng không cho. Mà một cái vị sư mà nói ra cái kinh phí này thì nó cũng rất là kỳ. Thành ra đó thì ai cúng vào thì chúng tôi sẽ nhận để mà chúng tôi làm, còn nếu mà thiếu thì tự động chúng tôi sẽ uyển chuyển. Quý vị biết rồi, chúng tôi cũng nói theo cái tiếng đời tí xíu, có nghĩa là mình cũng hồi xưa giờ mình cũng đã từng liều mạng rồi. Thành ra đó, miễn sao mà trong cái ngày hôm đó Chư Tăng đi đến chúng tôi có kinh phí hay là không có kinh phí thì chúng tôi cũng ráng lo cho các vị đi đến dự lễ có đầy đủ quà cáp, đầy đủ cái phí xe cộ, rồi ăn uống để mà
tâm của các vị quan hỷ, rồi các vị trở về, các vị trở về. Đó thì nếu mà chúng tôi có bị thiếu về cái kinh phí đó đó, thì chúng tôi sẽ nếu mà thiếu thì chúng tôi sẽ mượn, sẽ mượn, rồi sau đó là từ từ mai mốt và thiết pháp, hay là khi nào mà quý vị quan hỷ, quý vị cúng dường thì chúng tôi cũng trả lại người ta dần dần. Chứ tĩnh tâm hỏi sao kỳ vậy, có nghĩa là mình không có thể nói được, mình không có thể nói được là cái lễ này chúng tôi cần 300 triệu hay là 250 triệu hoặc là 200 triệu, mình không có thể nói được, ở trong luật không có cho phép mình như vậy đó. Mà cũng như bây giờ quý vị, cũng như giờ quý vị làm dâu đi thì cha mẹ chồng kêu mình á, là bữa đó là coi như là nấu nướng đãi khách hai bên nha con, thì giờ mình có nhiều đó tiền á, thì mình cũng phải ráng làm, mình cũng phải ráng làm, thì quý vị cũng, thì đó tùy theo cái sự uyển chuyển quý vị. Có người á, thì người ta cầm lòng được, người ta cầm lòng được, thôi bà đưa nhiêu đây tiền thì tôi làm nhiêu đây tiền. Còn có nhiều người ta cầm lòng không được, thôi kệ nó, bây giờ không có, nhưng mà khách khứa hai bên người ta lợi ơn vậy đó, thôi mình cũng chạy lợi ơn, mình coi em ruột mình hay anh ruột mình đó, mình mượn chút đỉnh để mà mình làm trong cái buổi tiệc đó cho nó được chu đáo, cho nó đàng hoàng. Đó thì quý vị cứ đặt ra cái trường hợp như ở trong đời của mình vậy đó. Thí dụ như bây giờ xin lỗi quý vị nha, thí dụ như là chúng tôi là một cái người lớn ở trong gia đình, chúng tôi giao bây giờ cho Tịnh Tâm á, là bữa đó là bên nội bên ngoại bên dưới bên xu gia đồ vòng vòng ở bà con xóm riêng mình lợi đó rồi đưa nhiêu đây tiền nè, làm lễ mua đồ nấu ăn làm lễ giùm nha, phải lo cho chu đáo đàng hoàng nha. Đó thì bây giờ Tịnh Tâm á, một á là Tịnh Tâm chắc dạ, chắc dạ rồi ông bà đưa tôi nhiêu đây thì tôi làm nhiêu đây, tôi ráng gói ghém tôi làm nhiêu đây. Nhưng mà nếu mà Tịnh Tâm mà cảm thấy là mình thôi kệ, lâu lâu nhà mình mới có mọi người lễ lộc người ta đến với mình, thì thôi kệ, có bây giờ thôi mình coi anh trai của mình hay em gái của mình hay là bạn gì của mình đó có thì mình mượn giúp mình làm vô cho nó chu đáo, chứ nhiêu đây làm đâu có đủ. Đó thì mình cũng ráng mình làm, cho như là giống như là một năm lâu lâu ở nhà mình có lễ lần gì đó, thành ra mình làm. Thì đối với đời sống của một cái vị tu sĩ đó, mà chịu trách nhiệm ở một cái ngôi chùa thì cũng phải vậy thôi quý vị. Nếu mà chúng tôi vững tâm thì chúng tôi có nhiều làm nhiều, còn nếu mà chúng tôi cảm thấy rằng mình thấy gì nó hơi kỳ quá nó cũng không được, năm ở chùa mình cũng có lễ một lần mà. Nói vậy chứ dù sao quý vị biết không, đối với chúng tôi á, có những người á, người ta nói sao quý vị biết không, giảng ở trên Bangkok cũng thấy sư pháp tính nè, qua bên Facebook cũng thấy sư pháp tính nè, rồi giảng ở các chùa cũng thấy sư pháp tính nè, lễ hội cũng thấy sư pháp tính nè, thành ra quý vị biết rằng á, người ta nói rằng là có nhiều người á, quý vị biết người ta nói chúng tôi á, là ôi trời ơi, người ta nói với mấy người Phật tử á, trời ơi ông sư đó tiền cũng nhiều lắm, nói riết mà đến nỗi mà quý vị biết không, không ai cúng nữa luôn. Thì mới đầu á là chúng tôi tưởng á là những cái vị đó người ta nói là cũng như là người ta chọc chúng tôi chơi thôi, chọc của chúng tôi chơi thôi quý vị. Nhưng mà sau này á mình phát hiện ra đó là cái cách nói đó để làm chi quý vị, để không phải họ đưa mình lên như vậy để cho những người mà người ta thấy rằng ông đó là bây giờ là nói về Facebook ổng cũng một đống Phật tử, nói về chùa chiền ổng cũng một đống Phật tử, thôi giờ mình cũng chi mấy vị sư này nè, mấy vị sư đang nói chuyện với mình nè, người ta không có Phật tử rồi thôi mình cũng hộ độ, mình hộ trì cho người ta. Thì sau này mình mới hiểu được cái điều đó, thật sự ra cái điều này chúng tôi không có nói xấu, chúng tôi không có nói xấu, nhưng mà thời gian sau này mình mới hiểu ra được, mình mới hiểu ra được cái lời nói đó không phải là cái lời nói chơi. Cái lời nói đó nó có nhiều cái, nó có giống như là
những cái mũi tên mà nó có nhiều cái ngạnh vậy, nhiều cái ngạnh vậy đó, mình nuốt vô cũng chết mà mình nhả ra cũng chết đó. Thành ra đó quý vị biết rằng đối với những cuộc lễ đó thì thôi chúng tôi thà không làm, nhưng mà khi mà chúng tôi làm rồi đó thì chúng tôi cũng ráng cố gắng để cho, cũng như là cho đẹp lòng mọi người. Năm nay thì chúng tôi cũng có một cái điều vui đó quý vị, có những cái người mà người ta cũng coi như là người ta cũng lên, người ta nói nếu mà sư mà chỉ cần có chút đỉnh tiền thì người ta sẽ lên, người ta phụ bằng cách là mình cho ăn buffet. Thì thật sự ra đó quý vị biết không, chúng tôi không có thích nói về cái chuyện chai mặn, nhưng mà năm nay á, là chúng tôi sẽ làm những cái đồ mà nó thuộc về mà rau củ đồ này kia, cho nó gọn, rau củ đồ này kia. Nhưng mà có những lần mà nấu ăn thử rồi rau củ nó rất là ngon quý vị, chẳng hạn như là mít hầm nè, mít hầm nè, rồi kho, người ta kho đậu que nè, củ cải đồ, đậu hũ rồi trong đó đó, làm mấy cái đồ kho đó, bữa người ta làm cho chúng tôi ăn cũng được lắm, cũng tốt lắm quý vị. Thì vừa có đồ này vừa có đồ kia đó, thành ra cảm thấy nó cũng vui. Nếu mà năm nay mà thực hiện được như vậy đó, thì giá thành nó cũng nhẹ lại bớt quý vị. Như là cho ăn buffet, có nghĩa là những năm trước đó, là phải mướn người dọn đồ này kia. Năm nay thì để đồ ăn như vậy, để đồ ăn như vậy, rồi để dĩa, để muỗng, đũa đồ sẵn ở đó. Rồi ai ăn bao nhiêu là người ta tự lợi bàn buffet người ta lấy. Thì sắp tới đây thì chúng tôi họp mặt lại để mà triển khai cái mô hình đó, để mà nó nhẹ bớt cái phần tiền phục vụ, tự mình phục vụ lấy mình. Và đó, những cái điều này chúng tôi chúng tôi chia sẻ đến quý vị vậy nha. Sa thú. Sa thú sư phụ Pháp Tính đã chia sẻ những cái việc này của người đối với đạo tràng. Và đạo tràng vị nào còn có câu hỏi về cái buổi dân y ca thi ná được không ạ? Chị Kim Nhung ơi, chị có đại diện cho lớp mình đi dự lễ được không chị Nhung? Nghe thấy hoan hỷ quá mà cũng nôn. Không biết cái ngày lễ đó ra làm sao, chị nhớ chụp hình đăng lên Facebook để Nguyên Như có chuyển qua Facebook của Nguyên Như nha chị. Dạ, chị có câu hỏi nào và đạo tràng có câu hỏi nào cho ngày nữa không? Em Châu có câu hỏi nào nữa không? Châu Nguyễn cũng đi với chị Nhung ha, Châu Nguyễn. Dạ, anh Thính Pháp, dạ xin mời anh ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Mây, Nam Mô Sang Mây. Con kính lễ đạo tràng, con quý chư tăng. Để đức kiện thời gian, thưa sư, con có một câu hỏi liên quan Katina sư giảng ngày hôm nay, thưa sư. Dạ, năm nay chúng con có được cái phước là cúng dường một số chùa, một lễ dân y Katina, thưa sư. Thì làm sao chúng con có thể khởi được cái tâm mà đại thiện hợp trí, thưa sư? Tại vì mỗi ngày chúng con có phát tâm hoan hỷ đó, nhưng mà làm sao để khởi lên cái thiện tâm để hoan hỷ và phước báo mà chúng con cúng dường, khởi lên cái tâm hợp trí liên tục đó sư, để cho cái quả nó trổ thì đúng thời và đúng lúc mà đúng đối tượng trong tương lai đó sư. Dạ, nhờ sư giảng dùm chỗ này, mô Phật. Dạ. Dạ, sa thú, tự thính pháp. Thật sự ra mình muốn khởi lên cái tâm mà đại thiện học trí đó, thì mình phải suy nghĩ về cái phước báo. Chúng ta phải suy nghĩ về cái phước báo. Coi như là mình đến nỗi mà quý vị biết cái phước của lễ dân y ca thi ná này nè, Đức Phật cho các vị tỳ khu làm luôn. Đức Phật cho các vị tỳ khu làm luôn. Mà cái quả báo á, của các vị tỳ khu á, mà làm thí chủ dân y ca thi ná đó, thì cái quả báo cũng cái phước của nó cũng đồng đều luôn. Thành ra đó, bây giờ đó, mình muốn thở lên bằng cái tâm đại thiện hợp trí mà thọ hỷ mà vô trợ nữa, thì mình nghĩ tới cái phước báo này á, là cái phước báo này sẽ là cái nền tảng ba la mật cho mình. Cái phước báo này á, nếu mà mai mốt mà mình gặp Đức Phật á, mà mình xuất gia đó, mình cũng là ê hí thích thú,
Có nghĩa là Đức Phật kêu lại đây, mình bạch Đức Thế Tôn cho con xin phép cho con được xuất gia, rồi Đức Phật kêu lại đây, này thiện nam, này tỷ khu, mình đang là cái người nam, cái người thiện nam, Đức Phật kêu lại đây này tỷ khu, là coi như là mình sẽ trở thành một cái vị tỷ khu liền. Thì mình nghĩ đến những cái điều này á, là mình hoan hỷ không? Hoan hỷ không? Hoan hỷ chứ quý vị. Trời ơi, bây giờ gặp được Đức Phật mà Đức Phật kêu họ xin Đức Phật cho con xuất gia, Đức Phật hỏi có y áo chưa, có y bát chưa? Dạ chưa, để con chạy về nhà con xin, con xin, con xin em con, xin ba má con đồ này kia, là nó mất công nữa quý vị. Đó, thành ra khi mà mình nghĩ đến cái điều này là tâm mình hoan hỷ rồi. Đó, bây giờ quý vị nghĩ đi, cũng như chúng tôi nói thật sự ra đó, chúng tôi nói những cái điều này quý vị biết không? Khi mà chúng tôi cúng dường thức ăn đến cho các vị sư, hoặc là chúng tôi cúng dường một lá y, hoặc là chúng tôi có làm một cái công đức phước báo gì đi, chúng tôi nghĩ cái tâm của chúng tôi sao quý vị biết không? Nếu mình lỡ sau này mình có ung thư, mình chịu không nổi, mình đau quá, mình chết đó, rồi mình do cái tâm tư mình nó bị bức rứt, nó bị đau đớn quá đó. Nếu mà nó có sanh xuống hổ cảnh đó, thì khi mà hết cái thời gian khổ cảnh rồi, nếu mà chúng tôi mà sanh lại làm người thì coi như là mình sẽ là cái người thù thắng đó. Thì mình nghĩ đến như vậy á, là tâm của mình là nó sẽ hoan hỷ, tâm của mình sẽ hoan hỷ quý vị đó. Rồi khi mà mình, do đâu mà mình nghĩ được như vậy quý vị? Do mình có nghe pháp, do mình có học pháp, thì đây là cái tâm đại thiện hợp trí của mình. Đây là những cái suy nghĩ về phước báo này đó, cái tâm đại, đây là cái tâm đại thiện hợp trí của mình, coi như là mình gắn liền vô. Chứ mình chừng nào mà mình bị chi phối, ví dụ như là bây giờ đối với Phật tử thính pháp mà cúng dường lễ dân y mà cái tâm của mình hờ hợt, cái tâm của mình nó hờ hợt, nó yếu đuối đó, có nghĩa là mình không có suy nghĩ, mình nói, thôi vài bữa nữa tới rồi đi, bây giờ lo chi rồi này kia đó, mà tôi cũng không hiểu nữa, tôi thấy mọi người ta làm mà tôi cũng bắt chước tôi làm vậy, thì cái đó là không có hợp trí, cái đó là không có hợp trí. Còn bây giờ mình biết được cái quả báo đó rồi, mình biết được cái quả báo cái lễ dân y ca thi ná này rồi, nội mà mình biết cái sơ khởi thôi, những gì mà những cái pháp ở trong thế gian á, những ngày lễ hội trong thế gian á, nó không có nguồn gốc. Mà đối với lễ dân y ca thi ná này, nó có nguồn gốc đàng hoàng, nó có nguồn gốc đàng hoàng. Nội mình suy nghĩ như đó thôi, nó cũng hợp trí rồi quý vị, nó cũng hợp với trí tuệ rồi. Thì mình suy nghĩ đến cái sự làm này của mình á, những cái hành động mà cúng này của mình á, cúng dường này của mình á, thì ở trong đời sau mình sanh ra, mình có trí, mình có tài sản, hoặc là mình có địa vị, nói chung là cái này là không phải là mình ước ao, không phải là mình bị tham dính vào ở trong đó, nhưng mà mình biết cái quả báo nó là như vậy, cái quả báo nó là như vậy, thành ra cái này gọi là hợp trí, cái này gọi là hợp trí quý vị đó. Rồi có thọ hỷ hay không á, có thọ hỷ hay không á, thì là do cái tâm của mình nghĩ rồi. Như bạn, như những câu chuyện chúng tôi vừa rồi chúng tôi kể, chúng tôi nói thiệt với quý vị á, những người nào mà đã từng cúng dường thực phẩm, y phục, bình bát, hoặc là mình từng cung kính, nếu mà một cái đời sống nào quý vị mà sanh ra làm người đó, thì chúng tôi bảo đảm quý vị là người thù thắng, bảo đảm quý vị là người thù thắng. Quý vị thấy không, so sánh với cõi chư thiên không à, chứ không phải là so sánh với đại gia ở trong thời nay đâu. Đó, cái phước này nó ghê lắm, cái phước mà quý vị mà đã từng có đại thiện tâm học trí này, quý vị cúng dường rồi đó, và cái quả báo nó dữ dội lắm. Trời ơi, cái quả báo nó đưa lên tới cõi trời mà quý vị thấy không. Đó, những cái nhà tài phiệt á, chưa chắc gì họ đổi được cõi trời đó. Có quý vị nhìn ở bên Việt Nam đi, có những nhà mà coi như là giàu lắm nha, nhưng mà cuối đời là vô trong sắc ngồi, chứ không phải giỡn đâu. Còn cái phước báo này của mình đó nha, là coi như là đổi với cõi chư thiên không á, đổi cõi người, cõi chư thiên không đó. Đó, thì suy nghĩ những điều này mà không có, mà tâm không quan hỷ nữa, chứ cái gì mà quan hỷ quý vị. Suy nghĩ cái này không phải là hợp trí, chứ cái gì hợp trí.
Đó, thành ra chúng tôi nói cho quý vị nghe, cái sự mà những cái bộ y đó, những cái buổi ăn đó, quý vị thấy rằng đổi cõi trời như chơi. Đó, còn mà khi mà mình không làm á, quý vị thấy không, đến chừng mà cuối đời của mình đi, cái nhà lầu đổi không được, cái nhà lầu đổi không được, rồi nguyên một cái tủ tiền của mình đổi không được. Tại vì lúc đó ai đi làm cho mình? Trời ơi, kêu con cháu hoặc là kêu vợ, kêu chồng đâu có gì làm cho mình. Không ai làm cho mình hết đó. Quý vị thật sự ra đó, lúc mà quý vị nằm mà coi như là nằm liệt ở trên giường rồi á, quý vị không biết là ở bên nước ngoài sao, chứ chúng tôi thấy là ở bên Việt Nam là nằm liệt chỗ là bắt đầu là coi như là mọi người người ta xúm vô, người ta chia của rồi tùm lum hết á, chứ không ai làm gì mình đâu. Đó, thành ra chúng tôi mới nói cho quý vị nghe đó, mình suy nghĩ về cái gì mà mình hoan hỷ. Đó, cái sự cúng dường của mình á, một cái lễ này nè, một cái lá y này nè, hoặc là một cái niệm cung kính gì nè, mà nó đổi cõi trời. Nếu mà quý vị mà khi mà mình lâm chung á, mình nhớ tới những cái điều này á, nó đổi cõi trời. Còn mà mình không nhớ á, thì cái kiếp nào mà mình sanh ra làm người lại đó, thì nó sẽ đầy đủ tài sản, đầy đủ cái trí của mình đó, vân vân. Đó, thành ra chúng tôi nhấn mạnh cái chỗ này. Những cái phước này, quý vị thấy rằng mình đổi cõi người, đổi cõi trời hết được. Đó, còn đối với mình không làm phước, thật sự ra đến cuối đời của mình, cái ngôi nhà hoặc là cái tủ tiền của mình đồ này kia không đổi được. Mà quý vị thấy rằng ngày hôm nay đã cho chúng ta thấy rồi. Đó, dịch bệnh nó vừa hoành hành, nó vừa hành hạ chúng sanh xong, rồi bây giờ đến thiên tai bão lụt, rồi không biết mai mốt tới cái gì nữa quý vị. Đó, thành ra đó, quý vị thấy rằng đúng Đức Phật nói là đời sống của chúng ta rất là mỏng manh, rất là mỏng manh, rất là dễ vỡ. Thành ra quý vị thấy rằng thôi, có nhiều phước báo mà chúng ta nhớ cái lời của Đức Phật dạy đi ha. Coi lại cái tài sản của mình, coi lại cái năm nay đồng thí chủ, năm nay là coi như là mọi người người ta hùng lại. Bây giờ người ta hùng được năm sáu mấy phần rồi. Đó, bây giờ chúng tôi nói với quý vị như vậy nè, mình cứ y cứ theo lời Phật dạy đi. Đức Phật dạy mình có tài sản á, mình phải chia ra năm phần. Một phần á, là để nuôi cha mẹ nè, một phần mình nuôi cha mẹ nè ha, rồi một phần á, là mình nuôi vợ chồng con cái nè, rồi một phần á, là mình coi như là mình để dành ra đặng mình đi dự ba cái đám cưới, đám hỏi, sinh nhật gì đó, là gọi là trải đường đi đó. Nuôi cha mẹ là trả nợ cũ, nuôi vợ, nuôi chồng, nuôi con là cho vay nợ mới, rồi đi lễ lộc, chuyện mà sinh nhật, đám cưới rồi đó là mình trải đường đi, rồi mình lo cho bản thân của mình đó, là Đức Phật nói là bố hố sâu đó. Rồi còn cái phần thứ năm là chôn của để dành, chôn của để dành đó. Thì quý vị cứ căn cứ theo cái lời của Đức Phật dạy. Chứ không thôi có nhiều người ta nói là sao cứ hỏi hở tới là kêu bố thí, hở tới là kêu làm phước. Đó, thì quý vị đã nhìn thấy những cái trận dịch Covid nó đã hoành hành, rồi những cái thiên tai, những cái chuyện này chuyện kia, nó đủ thứ chuyện á, mình không biết nó đến với mình cái chuyện gì. Thì bây giờ cái số tiền mà mình có được, mình cứ chia ra năm phần như vậy, mình chia ra năm phần như vậy nha quý vị. Đó, rồi chúng ta y cứ đó mà chúng ta thực hành theo. Cái đó là lời dạy của Đức Phật, lời dạy của Đức Phật đó. Đó. Rồi, chúng tôi xin trả lời một cách hơi gấp như vậy ha. Không biết Phật tử thính pháp với mọi người hoan hỷ. Sa thú, sa thú, sa thú. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng một lần nữa kính tri ân sư phụ Pháp Tính đã giảng dạy cho chúng con về ý nghĩa của buổi lễ dân y, và cũng mong là cái buổi lễ của chùa Bố Đức được thành tựu mỹ mãn, và sẽ có nhiều vị đồng thí chủ dân y để cũng nhờ cái cơ hội này mà mình có thể làm đồng thí chủ. Còn nếu không thì con thấy năm nào cũng có những đại gia mà có thể gọi là take over, tức là một mình mà làm cả một buổi vậy, thì những cái vị mà không có tiền như chúng con đây thì không có thể nào mà chen chân được vô. Dạ, con thấy thời gian cũng là vừa phải lẽ, con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm có thể thay mặt chư Tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay, bạch sư. Dạ, nguyên như con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm ạ.
Dạ con thấy chắc sư Thanh Tâm không có ở trước máy. Con xin kính thỉnh sư Pháp Tính có thể chúc phúc cho đạo tràng của chúng con, bạch sư phụ. Dạ con xin kính dâng mic lại cho ngài ạ. Dạ, trước khi chúc phúc thì chúng tôi cũng nói năm nay ở chùa Hữu Đức trong cái ngày lễ dân y đó có một vị xuất gia từ Sa Di lên Tỳ Khu. Mà cái vị này á, là con trai của Phật tử Nhật Quỳnh đó, thành ra chắc có lẽ bữa đó vị nào đi đến sớm đặng đưa lên Facebook ha, đưa lên Facebook cho các vị Phật tử ở bên nước ngoài người ta xem ha quý vị. Quý vị nào giúp giùm tôi cái phần đó, chúng tôi cái phần đó. Tại vì chúng tôi, cái điện thoại của chúng tôi cái ngày đó không thể nào mà quay lên Facebook được hết á. Người ta cứ điện vô riết ra, ta điện vô riết là không thể nào mà đưa lên được hết á. Dạ, với là rồi, về quý vị nào đi đến, đưa lên Facebook giùm chúng tôi nha. Dạ, sa thú quý vị. Bây giờ thì xin được thay mặt chư Tăng chúc phúc đến đạo tràng Phật tử. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba bhutanu bhavena sada sotte bhavantu te bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhammanu bhavena sada sotte bhavantu te bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sankhanu bhavena sada sotte bhavantu te. Tất cả phước bao hành có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự an lạc thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn. Xà thú, xà thú, xà thú. Dạ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh và cùng nhau hồi hướng sau khi nghe Pháp ạ. Dạ, đề hoa tà sanh ti huy hà ra hoa si ni thủ bê khà rê bồ thi khà rê tà hình tà hình. Ta tham ma đa ne na pha văn tu pu chi ta so thân ca ron te tha vi ha ra măng đa lê. Thế tra cha mắn cha na hoa ca cha phân kha vô sa tra mi ca đa na pa ti u pa sa ca. Gà ma cha đê sa ni gà ma cha y sa ra sắp pa na phu ta su khi ta pa văn tu tê. Cha la bu cha ye bi cha an da sam pha wa san se da cha ta tha vô pa pa ti ca. Ni ya ni căng tham ma hòa răng pa tân cha tê sam bê bi đung kha sa ka ron tu sang kha yang. Tha tu chi răng sa tăng tham mô tham man tha ra cha bung ga la sang khô hô tu sa mắc gô. Wa an tha ya cha hi ta ya cha am he răng ka tu sang tham mô. Sam bê bi tham ma cha ri no vô thân sam ba bu nay ya ma tham ma ri yam ba vê. Đệ tê y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hôn tu nha ta dù y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hôn tu nha ta dù y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hôn tu nha ta dù ý đằng quá tám nề buồn nhằn à xá quắc khá già quá hằng hồ tú quá nờ gá tề cà lề. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Và Nguyên Như xin kính hẹn cho vị Phật tử trở lại Rung Nguyên Như Kỳ Viên
vào tối ngày thứ sáu cũng là sáng thứ bảy ở bên Việt Nam, chúng ta sẽ được học về những bài mới với sư với thầy Kinh Melanda về môn học vi diệu pháp. Và cũng xin nhắc lại chư vị một lần nữa là cái ngày lễ Katina rất là quan trọng với Phật tử Nam truyền. Một người chúng ta trong một đời mình ít nhất cũng ráng là một lần thí chủ dân y, mà bình thường thì mình không có khả năng. Thành ra nếu mà lúc nào chư vị có được cái phước báo mà được làm đồng thí chủ thì cái đó là cái cơ hội rất là may mắn cho chúng ta. Mình đừng nên bỏ qua, có ít làm ít, có nhiều làm nhiều hay chư vị. Ít nhất là trong cuộc đời của mình cũng ráng được một lần để làm lễ dân y các thí ná. Và Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.